chương 2171, giờ khắc này, bên ngoài cổ hoàng tinh, bên trên sương mù thất thải kiều, mấy ngàn vương công đại thần không có tư cách bước vào hoàng tinh, đều cúi đầu, trang trọng mà đứng. Ngoài vụ kiều, một đám tu sĩ đồng loạt quỳ lạy Thậm chí phóng nhãn toàn bộ hoàng đô, đều là như thế, trên bầu trời khí vận chi long rít gào, màn trời quang mang lóng lánh, nhân tộc đại trận trước nay chưa từng có mở ra, tạo thành hào hãn chi giới. Không chỉ có hoàng đô như vậy, giờ phút này, hoàng đô đại vực, thậm chí bảy quận chi địa, bao gồm Thánh Lan, Hắc Linh, Hắc Thiên. Tất cả lãnh thổ đều có tế lễ trang trọng mà bái. Các nơi quận trưởng đều nơi đóng trú quân đã sớm nhận được thông cáo. Đây là buổi lễ long trọng của nhân tộc, cho nên trong chớp mắt này, toàn bộ khu vực nhân tộc bên trong, cơ hồ tất cả những người biết được việc này, ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi về hoàng đô đại vực phương vị. Mà hôm nay, tất cả dị tộc trong phạm vi nhân tộc, tất cả thế lực có tạp niệm trong lòng đều thu liễm theo bản năng, không dám vào ngày nhân tộc tế tổ, gây ra náo động. Bởi vì ngày thường náo động, coi như tiểu loạn, nhưng hôm nay nếu loạn, tất định thạch phá kinh thiên, kia là đại bất kính đối với nhân tộc, thân ở bên trong nhân tộc phạm vi dị tộc, sao dám như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi nhân tộc, khí vận bốc lên, thậm chí huyết mạch đều đang dao động khiến cho vọng cổ chi thiên, cũng đều vì đó bốc lên, mây mù lan tràn, hình thành hạo hãn chi thế. Các phương minh hữu cũng dựa theo ước định, tương ứng cùng tế. Bạch trạch tộc cùng tư ách tộc không nói, nhưng tế nguyệt đại vực, thế tử đám người trong lòng cảm khái, vẻ mặt thổn thức, cũng đều đứng ở tế nguyệt chỉ đài, nhìn hoàng đô xa xa. Mặc dù bọn hắn đã độc lập, lại dê ở ngay dưới chân, chỉ là cùng nhân tộc chỉ gian lại há có thể dứt bỏ mà bên ngoài lãnh thổ nhân tộc, các bên dị tộc vây quanh nhân tộc cũng đều riêng phần mình chấn động, an bài đại lượng quân sĩ hội tụ biên giới. Bọn hắn cũng không có xâm lược chỉ ý, tất cả là vì phòng ngừa nhân tộc lấy tế tổ làm phương tiện, phát động xâm lân. Cùng một lúc đó, vọng cổ đại lục tất cả cường tộc, ánh mắt cũng đều hội tụ nhân tộc hoàng đô, tâm tư khác nhau đồng thời, cũng có vô số suy nghĩ hiện lên. Thật sự là, viêm nguyệt kịch biên ở phía trước, nhân tộc cơ hồ là kể sát thời gian lại xuất hiện tế tổ này một mảng lớn vọng cổ khu vực tại này ngắn ngủi trong một năm xuất hiện chuyện trọng đại có chút thường xuyên như thế há có thực không để cho cường tộc kia coi trọng các phương trong lòng phần lớn đều có một loại mưa gió nổi lên phong mãn sắp tới cảm giác vì vậy cái này một ngày nhân tộc thành vọng cổ duy nhất chú mục vạn vạn niềm hội tụ vạn vạn tâm liên lụy vạn vạn mắt ngóng nhìn nếu có nghi lễ gì có thể chấn động cổ kim cái kia hội tụ toàn bộ vọng cổ đại lục chi nhiệm tâm mắt nghĩ đến hẳn là có thể liệt vị nó một mà giờ phút này tại nơi này vọng cổ hội tụ nhân tộc hoàng đô tại viên kia dâng lên thần bí cổ hoàng tinh bên trong từng luồng đến từ này tinh chỗ sâu khí tức khủng bố quay về toái liệt tất cả dị thời không chi môn tẩm bổ tinh thần đồng thời chúng nó quay về cũng hình thành một cái cực lớn vòng xoáy âm âm chuyển động dẫn động thương khung biến sắc ở trung tâm vòng xoáy này cũng là trung tâm của ánh mắt vọng của hiện giờ nơi đó dâng lên trên thiên đàn hạo hãn bách tu túc mục ngũ tử đi theo nhân hoàng một người ở phía trước trên đầu hắn không trở ngại dưới chân không ngại đại biểu đầu cùng thiên dung chân cùng địa hợp lấy lễ thị trí thành từng bước một bước lên thiên đàn bậc thang hướng về đỉnh phong đi đến mang theo không hiểu uy nghiêm sướng lên thanh âm nương theo nhân hoàng bước chân, theo hư vô mà đến, tại lúc này truyền lên. Hậu thổ nhân tổ, mở ra vọng cổ, công tại vũ trụ, phúc trạch thiên linh, tu đức chấn võ, vạn tộc đồng tâm, đời đời kéo dài, nguồn viễn lưu trường. Tự cường tự lập, chính tế chính hưng, cho tới nay vạn năm, cũng vọng cổ chỉ đông phương. Lại có tử tôn ức vạn, phủ khắp thiên cương, cái này thoại ngữ vừa ra, bát phương động dung, vô luận là người trên thất thải vụ kiều hay là hoàng tỉnh chi tu tâm thần đều chân động hứa thanh cũng là bỗng nhiên ngừng đầu đám người bên cạnh đều là biến sắc bởi vì từ ngữ tế tổ này nói tới không phải huyền u cổ hoàng mà là nhân tộc chỉ tổ cái gọi là nhân tổ là vạn vạn năm trước đi tới vọng cổ đại lục cái kia một nhóm sớm nhất chỉ tiên trong bọn hắn các tộc đều có mà nhân tộc chỉ tiên tính cả bát phương cùng nhau mở ra nơi đây và lại định ra vị thứ nhất cổ hoàng làm cho nhân tộc cùng các phương dị tộc ở đây sinh sôi nảy nở loại này không hiến huyền u mà tự nhân tộc chỉ tế rất ít xuất hiện nhưng cũng không phải không có ở thời đại huyền u cổ hoàng tế tổ chính là như thế mà giờ phút này tế tổ của huyền chiến nhân hoàng lại tiếp tục tế tự này khắp nơi tâm thần chấn động nhân hoàng bước chân không có chút nào dừng lại bên trong trầm mặc tiếp tục leo lên sướng lên thanh âm mặc dù cũng có rung động có thể cũng đang vang vọng. Vậy mà, vạn cổ tuế nguyệt, thiên mất quyền bính, địa mất luân hồi, nhân tổ về sau, tang thương nhiều lần, tộc vận ngẫu nhiên hưng thịnh, dị địch dần dần nổi lên. Nhiều lần nạn lửa binh, gian nan khổ cực thường xuyên, vạn năm gặp chắc trở máu nhuộm tộc thổ, mặc dù lên huyền u, thần linh cũng đến, cường quốc tàn phá bừa bãi, cầm hắn lợi kiên. Sơn hà phá toái, sinh linh đổ thán, chiến loạn không ngừng, nhiều có tang thương cường lân tùy cảnh, xã tắc lâm nạn, đông thắng chi thất, ai chi tội đây, kính vân chi khóc, ai chi hạnh giã. Sau đó hắc thiên xích mẫu, điên cuồng hung hăng ngang ngược, ám âm chỗ đến, gió tanh mang huyết. Duy ta quân dân, vung tay dựng lên, khởi chi thự quang, cuối cùng rửa nhục tộc, trừng phạt hắc thiên, chấn nhân tộc chi khí khái hào hùng. Thiên địa bay lên, kỳ ngộ thích hợp, càn khôn khai, nay xuất anh tài, cẩn trọng, sáng tạo nhân tộc chỉ huy hoàng thanh âm quanh quẩn, từng chữ như sấm, từng câu oanh minh, rung động bát phương đồng thời, nhân hoàng. Cuối cùng đi tới thiên đàn chỉ đỉnh, đứng ở nơi đó một khắc vạn chúng chú mục một cái chớp mắt. Sướng lên thanh âm, cũng không lại lên, mặc dù còn hàng lâm, có thể lại không phải vừa rồi thanh âm, mà là theo ở vào thiên đàn chỉ đỉnh nhân hoàng miệng, quanh quẩn ra. Nhân hoàng trang trọng, lần đầu lên tiếng, thanh âm uẩn thiên chỉ uy nghiêm. Đấu chuyển tỉnh di, tuế nguyệt trang thương nay núi non càng thêm tráng lệ, nhân vật hiển thị rõ phong lưu, vượt qua thời quang, mỏ lối cho người sau, nghênh cướp chiến, thời gian không đợi ta. Nhưng sứ mệnh ở trong lòng, trọng trách ở trên vai, ta huyền chiên, trên không thẹn với tổ tiên, dưới công lao sự nghiệp tại con cháu. Thể lên nhân tộc ta chỉ đỉnh, nên có ba Tết, nhân hoàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào càn khôn, rơi vào hư vô, rơi vào vọng cổ bên ngoài. Trong mắt hắn có tia sáng kỳ dị thần thái vào giờ khắc này cũng có gợn sóng. Hiển nhiên, đứng ở chỗ này hắn, tựa hồ chờ ngày này, đã đợi rất lâu. Nhất tế nhân đồ, lời nói của nhân hoàng truyền ra, tay phải vung lên, nhất thời khí vận bát phương oanh minh mà đến, lại ở trước mặt hắn một tấm bản đồ khổng lồ được hình thành. Bản đồ này là nhân tộc bây giờ cương thổ chi đồ. Tứ vực chi địa, chứng kiến quật khởi, nhị tế anh linh sách, nhân hoàng lại nói, từng tòa bia đá, oanh minh mà rơi, đếm không hết bao nhiêu, vô biên vô hạn. Mỗi một cái mặt trên đều có đại lượng tên, đó là nhân tộc tại huyền U Cổ Hoàng sau khi rời đi, này vô tận năm tháng bên trong, tử vong chi tu. Cụ thể có bao nhiêu, vô pháp tính toán rõ ràng, mà oanh liệt cảm giác, thao thiên mà lên. Hứa thanh hô hấp dồn dập nhìn một màn này, ở phía trước nhất trên tấm bia đá, hắn thấy được rất nhiều tên quen thuộc, bên trong còn có phong hải quận chấp kiếm cung cung chủ, khổng lượng tu. Cảm giác bi thương không chỉ dâng lên trong lòng hứa thanh, mà còn lan tràn trong lòng rất nhiều nhân tộc. Bọn hắn có thể ở trên những tầm bia đá này, nhìn thấy tổ tiên của gia tộc mình, nhìn thấy vô số năm bi thảm của nhân tộc. Tam tế phong vũ, nhân hoàng vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa mở miệng, lời nói truyền ra một khắc, gió lón thổi tới, mưa to nương theo. Gió là nhân tộc chỉ phong, thổi vạn cổ tuế nguyệt tham dự vô số cuộc chiến bị người theo thời quang bên trong mang tới mưa là nhân tộc chỉ vũ vô số năm qua tất cả dáng lâm nhân tộc mưa chứng kiến sơn hà chứng kiến bi ai bị người tại không cùng thời đại siêu tập đến nay hợp lại cùng nhau hôm nay đưa lên ý là mưa thuận gió hòa cũng không biết có phải hay không châm chọc bởi vì gió này không phải từ trên trời xuống mà là từ đất lên thổi lên bầu trời mưa này cũng không phải giáng xuống nhân gian, mà là từ nhân gian cuốn về phía màn trời. Giờ khắc này, cho dù là lại chất phác người, cũng đều cảm nhận được không thích hợp. Cổ hoàng bên trên, hứa thanh trong lòng gợn sóng càng lớn, bốn phía quần thần cũng đều nheo nhao hô hấp dồn dập trong mắt lộ ra hoảng sợ. Cổ hoàng bên ngoài, đồng dạng như vậy, những kia tại thất thải vụ kiều tán cúng bái quần thần, từng cái tim đập ra tốc, có một loại mãnh liệt gian nan khổ cực cảm giác. Coi như là trong bách tính, mặc dù tuyệt đại đa số đều còn không có phản ứng kịp, nhưng trong đó một ít trí giả đã biến sắc kinh hãi. Mà tế tổ còn đang tiếp tục, suy niệm nhân tổ, phù hộ ta dòng dõi, tế linh như tại bách tự không vi phạm. Tế đưa ra sau đó, nhân hoàng đứng ở nơi đó, hướng về thương khung phương hướng, hướng về vọng cổ bên ngoài, dập một cái, lại dập, lại dập. Mỗi một dập, đều lộ ra kiên quyết. Một bái, ba bái, chín bái, mỗi một bái đều mang theo kiên quyết, tựa như đang ly biệt, mà dưới ba dập chín bái, vọng cổ thế giới bên trong, nhân tộc ba vực khác còn tốt, nhưng này hoàng đô đại vực bên trong tất cả son hà. Đều ở cái chớp mắt này rung động lên, đại son ẩm ẩm, đại hà đảo ngược, sau đó, bên trong hoàng đô cổ hoàng tinh, trên thiên đàn, từng tòa sơn ảnh huyễn hóa, từng cái trường hà du tấu kia là đại vực Sơn Hà chỉ linh đen, ngay sau đó là vòn quanh ở bốn phía những kia khủng bố khí tức, mơ hồ có thở dài quanh quẩn, hình thành từng đạo mơ hồ thân ảnh, theo son hà hàng lâm. Đi vào trong tế lễ, tựa như muốn chú trọng hương. Đồng thời, nhân tộc khí vận chi lực nồng đậm đến cực điểm. Cũng vào giờ khắc này kinh thế bộc phát, bao phủ toàn bộ hoàng đô, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người phải cúi đầu, một cỗ cảm giác trấn áp, bỗng nhiên hàng lâm. Nhân hoàng nhìn những cái kia sơn hà chi ảnh, nhìn những cái kia hội tụ mà ra mơ hồ chi thân, nhìn chúng nó dung nhập tế nội, thanh âm có chút khàn khàn, không còn trầm thấp mà là nhẹ giọng mở miệng. "Phục Duy," hắn muốn nói ra là bốn chữ, hoàn chỉnh một câu hẳn là "Phục Duy thượng hương." Chỉ là giờ phút này, hai chữ đầu ra khỏi miệng, hai chữ sau còn chưa đợi nói ra. Kịch biến kinh thiên mà lên, một thanh âm, trong chớp mắt này, từ sau lưng Nhân hoàng truyền ra, bỗng nhiên truyền ra. Huyền chiến, người cũng xứng làm nhân hoàng. Hôm nay tổ lâm thiên hàng, nhân tộc đều nhìn, ta lấy thân phận con dân, muốn chấp nhân tộc chi đao, chảm ngươi cái này vô đạo, vô đức, vô nhân tàn bạo ngu ngốc vệ dân huyết chi hôn quân. Thanh âm này cuốn hướng bát phương, khiến chung quanh hư vô gợn sóng điên cuồng, cuốn hướng màn trời, khiến bầu trời giờ phút này kịch liệt ba động. Cửu thế chấn kinh, hứa thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm này, hắn trong nháy mắt tự nghe được là ai. Trên thiên đàn, nhân hoàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng. Phía sau hắn, năm vị hoàng tử bên trong, giờ phút này bốn vị biến sắc, theo bản năng lui về phía sau, chỉ có một người đứng ở nơi đó, lạnh lùng ngóng nhìn nhân hoàng. Chính là, Ninh Viêm, chương 2172, những lời này, là từ trong miệng Ninh Viêm nói ra. Thanh âm quanh quẩn, dư âm không ngừng, hình thành mọi người trong lòng bão táp, rung động thân hồn. Hứa Thanh nhìn qua Ninh Viêm, đáy lòng thở dài, lấy hiểu biết của hắn đối với Ninh Viêm, giờ phút này tự nhiên nhìn ra manh mối, cũng đoán được trái phải Ninh Viêm là ai. Khó trách, hắn một mực bế quan, mà Ninh Viêm tại thời khắc này nhấc lên cước bộ, về phía trước một bước hạ xuống sau, hai mắt như lưỡi dao sắc bén. Không chút né tránh, đối diện nhân hoàng, phụ hoạt, ta nói có sai sao? Trong lời nói trên người hắn có nồng đậm hoàng gia huyết mạch ba động, ở trong cơ thể bộc phát ra, bay lên không, cuốn về phía nhân tộc khí vận, khiến khí vận chi lực tại cái chớp mắt này xuất hiện bốc lên. Càng là tại bước chân hạ xuống một khắc, một cái đèn kịt lụa dài, tại bốn phía trống rỗng mà ra, vườn quanh mấy vòng sau, phóng lên cao. Mà hôm nay, ta cũng có ba vật, muốn tới tế ngươi. Ninh viêm thanh âm truyền ra trong nháy mắt, cái kia xông vào màn trời lụa dài, như một con hắc long, ở trên bầu trời trải ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng lại hình thành quyển sách. Bên trong có vô số hình ảnh hiện lên, những hình ảnh này bên trong đúng là nhân tộc chúng sinh đau khổ cùng kêu rên. Có thể nhìn thấy bên trong có thê thảm đổi con mà ăn, có thi hải đông giá rét chết cóng, có phàm tục kêu rên trong ngọn lửa, có hài đồng thống khổ bên trong dị chất. Đốt xiết cướp bóc, cá lớn nuốt cá bé, bởi vì hỗn loạn mà phát sinh ở thế tục bên trong hết thảy sinh mệnh bi ai, đều ở bên trong không ngừng hiện lên. Có N người chết đói, có người bị tế luyện mà chết, có người sinh ra không lâu, trở thành vật sống tế lễ mà chết. Có thiện nhân bởi vì thiện mà chết, có ác nhân bị càng ác tàn sát mà chết, có hung đồ tàn phá bừa bãi, có nhẹ răng cười truyền thiên. Từng cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thanh nhìn những thứ này, bên trong rất nhiều, hắn đều đã trải qua khi còn bé ký ức hiện lên. Hắn khi đó từng mờ mịt qua, vì sao nhân gian như thế, vì sao thiên địa như vậy. Vì sao trong sinh mệnh ánh mắt sở vọng, ở thế đạo này ngoại trừ ác, liền là ác. Vì cái gì, muốn sống sót, thành vì chính mình một cái hy vọng. Ánh sáng, ở đâu, hứa thanh trầm mặc, bốn phương trầm mặc, thiên địa trầm mặc, chỉ có ninh viêm trong mắt mang theo tơ máu, gắt gao nhìn nhân hoàng không nói một lời. Cắn răng mở miệng, đây là triệu oán đồ, là người tại vị thời gian, cương thổ bên trong tất cả nhân tộc phàm tục thê thảm biến thành, bọn hắn tiếng khóc, bọn hắn thống khổ, bọn hắn mờ mịt, hôm nay. Nhân hoàng, ngươi nghe một chút liền tốt, ngươi chính là làm nhân hoàng như vậy, ngươi chính là cái này quang minh chính đại tế tự tiên tổ. Ngươi chính là cái này nói khoác không biết ngượng tự ôm công tích. Hôm nay, ta không phục, này ba ngàn năm qua tử vong con dân. Không phục, ninh viêm trong lúc nói, mãnh liệt phất tay, lập tức màn trời oanh minh, cái kia triệu oán đổ chân động chỉ gian, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen đốm, lẫn vào bát phương khí vận bên trong. Nhất thời nhân tộc khí vận trước nay chưa từng có bốc lên, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy, tại thiên đàn phía trên ẩm ẩm chuyển động. Ba động kịch liệt, kinh thiên động địa, người huyền chiên, trên không thẹn với tổ tiên, dưới công lao sự nghiệp với con cháu. Những lời này, như thế nào nói ra miệng, trong bản đồ người ngươi tế tự có miêu tả nỗi khổ của chúng sinh không? Người tế tự anh linh sách bên trong, có ghi chép bọn hắn hậu nhân chỉ thảm. Người đưa ra nhân tộc mưa gió, cái gọi là mưa thuận gió hòa, ở nơi nào? Ninh viêm thanh âm đồng dạng thê lương, truyền khắp bát phương, thương khung oanh long hoàng tỉnh lay động, thiên đàn đều đang rung động, một cỗ uy áp thật lớn, rõ ràng từ trong khí vận nhân tộc bị đốm đen trà trộn vào bộc phát ra. Nhưng nhân hoàng từ đầu đến cuối, lại không nói một lời, thần sắc cũng đều không có bất kỳ biên hóa, bình tĩnh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm thay vậy, trong mắt càng đỏ hơn, lần nữa bước ra một bước. Người đã không muốn mở miệng, như vậy ta cái này làm phận làm con, lại đưa phụ hoàng vật thứ hai. Nói xong, Ninh Viêm giơ tay lên, lập tức đạo trường quyển thứ hai phóng lên trời. Quyển này đỏ thấm, ở màn trời trải ra, bên trong giống nhau là vô số hình ảnh hiển lộ ra. Rõ ràng là, từng vị nhân tộc bách quan bên trong tham lam, tội nghiệt, giết chóc vân vân, rõ mồn một trước mắt, nhân hoàng trị hạ, từng cái từng cái gia tộc bởi vì tư lợi của mình, bởi vì từng cái lập trường bất đồng, bởi vì lẫn nhau mục đích, phạm phải vô số tội nghiệt. Rất nhiều, làm người ta phẫn nộ, cái này chính là bách quan tội biểu, nó xuất hiện, khiến cho trong quần thần không ít, đều thần sắc đại biến, tâm thần oanh minh, hoảng sợ đến cực điểm. Cảm giác bất an, càng mãnh liệt đến cực hạn, huyền chiến, đây là giang sơn của ngươi đây là xã tắc của ngươi ninh viêm lên tiếng cười chói tai nhất thời cuộn dài màu đỏ kia chợt vỡ tan hóa thành vô số đốm đỏ giống nhau dung nhập vào trong khí vận nhân tộc khí vận bốc lên vào giờ khắc này càng mãnh liệt thậm chí đều vượt qua đỉnh phong giống như một người khổng lồ viễn cổ hướng về thiên đàn phát ra tiếng gầm thét ngập trời tựa như đang chất vấn nhưng nhân hoàng vẫn bình tĩnh không nói một lời vẫn nhìn ninh viêm Mắt thấy như vậy, Ninh Viêm hít sâu một hơi, lấy ra vật thứ ba. Kia là một cái huyết sắc xương đầu, nhân tộc xương đầu, mà xem ra không giống như là người lớn, mà là một đứa bé. Trên đó máu tươi, làm như là khi còn sống trong cơ thể huyết dịch nghịch chuyển hội tụ, do đó trử vong héo rũ sau, cốt đã đỏ thấm. Cầm cái đầu lâu này, Ninh Viêm nhìn chằm chằm nhân hoàng, nghiên răng nghiên lọi truyền ra lời nói khiến mọi người biến sắc. Huyền chiến, Người hẳn là không biết cái này xương, không sao, ta hôm nay cho người biết. Nói xong, ánh mắt ninh viêm đảo qua bát phương, xẹt qua đám người hứa thanh, lại nhìn ra ngoài cổ hoàng tinh, cuối cùng ngóng nhìn vòng xoáy khí vận. Lớn tiếng mở miệng, liệt tổ liệt tông ở trên, khí vận của tộc ta ở trên, vạn vạn nhân tộc ở trên. Các người cũng biết, huyền chiến nhân hoàng năm đó vì sao tấn thăng chúa tể. Lời vừa nói ra, kinh hãi chỉ ý từ khắp nơi tái khởi bởi vì nhân hoàng tấn thăng chúa tể là ở trước khi kế vị. Ngoại nhân phần lớn cho rằng huyền chiến là bằng huyết mạch, do đó đột phá huẩn thần, bước vào chúa tể, nhưng trên thực tế, hắn là âm thầm tế tự ngoại vực chín quận sinh linh cho mình, từ đó tấn thăng. Cái này vốn không ngại, bất quá là dị vực mà thôi, nhưng kia bị tế tự chín quận bên trong, ngoại trừ đại lượng dị tộc tộc ngoại quần chúng, còn có một số con dân nhân tộc ta. Huyền chiến thân là nhân hoàng, là tất cả nhân tộc chi hoàng, mặc dù con dân ở ngoại vực, nhưng cũng là con dân. Nhưng hắn không để ý con dân sinh tử, làm chuyện tàn bạo như thế, thiên nhân cùng phẫn nộ. Hắn tấn thăng chúa tể cảnh giới bên trong, có nhân tộc ta con dân chỉ huyết, có nhân tộc ta con dân chỉ hồn. Thanh âm ninh viêm đỉnh tai nhức óc, hóa thành thiên lôi nổ tung ở hoàng đô. Sau đó hắn giơ tay lên, đem cái kia huyết sắc đầu lâu đưa lên trời cao, đưa vào nhân tộc khí vận vòng xoáy bên trong. Mời nhân tộc ta khí vận, minh giám. Trên màn trời, hộp sọ màu đỏ biến mất, ánh mắt mọi người bản năng rơi vào trong vòng xoáy khí vận, cho đến một khắc sau, vòng xoáy bay ra khí vận chỉ long, hướng về chỗ nhân hoàng, gào thét kinh thiên. Thanh âm thê lương đến cực điểm, trong chớp mắt này, thần sắc cùng tâm thần mọi người nhất tề đại biến. Mà vòng xoáy khí vận kia, ở giữa khí vận chỉ long thê lương, cũng ra tốc xoay tròn, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Màu sắc cũng ẩn chứa màu đỏ đen, như bị oán hận bên trong lan tràn, mà nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, sát na tiếp theo, dưới tiếng sấm sét càng lúc càng mãnh liệt, từng sợi xích sắt màu đỏ đen lại từ trong vòng xoáy khí vận này hình thành, mãnh liệt quăng xuống phía dưới. Số lượng nhiều, ước chừng hơn một ngàn con, thẳng đến phía dưới thiên đàn trên nhân hoàng mà đi, mà nhân hoàng lại không có chút nào phản kháng, tùy ý những kia xích sắt ào ào rơi xuống. Chói chặt thân thể, khiến thân thể bị treo lơ lửng lên. Trong chớp mắt tiếp theo, càng nhiều xích sắt, cũng từ trong khí vận bộc phát ra, gia chỉ trấn áp này, gia chỉ khí vận này chi phạt. Mắt thấy một màn này, ninh viêm mắt quang mang lóng lánh, gắt gao nhìn chằm chằm nhân hoàng. Lúc trước ngươi khinh thường mở miệng, mà bây giờ đến bây giờ, người là không còn lời nào để nói sao. Nhân hoàng biểu lộ, vẫn là bình tĩnh cho dù là bị nhân tộc khí vận chấn áp, xích sắt buộc chặt. Hắn cũng chỉ là nhìn ninh viêm, giống như đang chờ đối phương kế tiếp còn có cái gì. Một màn này làm cho quần thần kinh nghi, đáy lòng ninh viêm cũng trầm xuống. Nhưng hắn đối với chuẩn bị của mình, rất có lòng tin, và lại hôm nay tên đã lên dây, nhất định phải bắn. Vì thế trong mắt hắn càng đỏ hơn, giống to một tiếng. Ngươi còn không xuất thủ, lời này hiển nhiên không phải nói với nhân hoàng bởi vì tại lời nói chuyển ra khoảnh khắc, để hứa thanh nơi này hô hấp trì trệ một màn. Xuất hiện, chấn viêm vương bên cạnh hắn, trong nháy mắt biên mất, thương khung tại một sát na này đột nhiên nứt ra một đạo khe hở. Chấn viêm vương thân ảnh, từ bên trong một bước đi ra, hắn mặt không chút thay đổi, cuồn cuộn nổi lên ngập trời khí thế, quần thần bát giới lực toàn diện bộc phát, giống như có thể chấn áp vạn cổ. Trong lúc cất bước khí thế như cầu vồng, Do tay lên bên trong một thanh trường đao ở trước mặt hội tụ, hướng về nhân hoàng. Một đao chém tới, một đao này, có thể thấy được tám tòa đại thế giới lóng lánh, oanh minh càn khôn, hội tụ ở trong ánh đao, hình thành hủy thiên diệt địa chi lực, tuyệt sát rơi xuống. Tất cả những thứ này biên hóa quá nhanh, mọi người trong cổ hoàng tỉnh, phần lớn đều không kịp phản ứng, thật sự là trấn viêm vương phản chiến thí quân, vượt quá dự liệu của mọi người. Bất luận kẻ nào phản chiến đều tồn tại nhất định khả năng nhưng ở trong lòng mọi người vì nhân tộc chinh chiến nhiều năm dốc hết tâm huyết một lòng vì công chấn viêm vương hắn là tuyệt đối không có khả năng làm phản người nhưng hôm nay lại làm cho người ta không thể tin được hắn lại là át chủ bài của ninh viêm trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi trong lòng bão táp càng lớn hoảng sợ đến cực điểm nhưng lại không có thời gian càng nhiều suy tư mắt thấy trận tế tự này biến thành thí quân cổ hoàng tinh trong ngoài chi tu nhào nhào bản năng phóng đi. Muốn đi ngăn cản, mà phát hiện nhanh nhất là một đạo thân ảnh già nua đột nhiên hiển lộ ở phía trước nhân hoàng, hắn mặc trang phục thái giám, phảng phất vẫn tồn tại ở đây, trước mắt huyến hóa ra, giơ tay hướng về phía chấn viêm vương hạ xuống một đao kia, bỗng nhiên ấn tới. Tu vi lực quẩn thần cửu giới từ trên người lão thái giám kinh thiên dựng lên. Hắn rõ ràng là nhân tộc trong bóng tối ẩn tàng cường già. Lúc này ra tay, lập tức thiên địa ầm ầm, Gió nổi mây phun, trực tiếp ngăn cản một đao của Trấn Viêm Vương. Nhưng với cửu giới chi lực của hắn, sau khi kháng cự lại, lại lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được Trấn Viêm Vương bất phàm, về phần đế tinh bên ngoài vọt tới hộ giá chi tu, vừa muốn bước vào, nhưng nhân tộc trận pháp bộc phát, ngăn trở bên ngoài tất cả. Ngôi sau này, người không có tư cách, không cho phép bước vào. Mà mọi người bên trong cổ hoàng tinh, mặc dù cũng lao ra, nhưng ở chấn viêm vương quay đầu một đao quét ngang xuống, nhao nhao lui ra phía sau. Bất quá chấn viêm vương cũng không thể ra tay nhiều hon, bị vị hoạn quan cửu giới kia dây dưa. Hứa thanh nhìn một màn này, nhìn về phía ninh viêm. Sát khí trong mắt ninh viêm lóe lên, chạy thẳng tới chỗ nhân hoàng bị trói, một thanh trường thương xuất hiện. Nhưng đúng lúc này, giữa không trung bị nhân tộc khí vận trói buộc nhân hoàng, thân thể hơi nhoáng lên, oanh một tiếng, một sợi xích sắt sụp đổ, ngay sau đó, theo nhân hoàng trên thân khí tức tán ra, kinh khủng chỉ ý thao thiên, trên người hắn xích sắt, căn bản là vô pháp trèo trống, trong chốc lát từng cái kéo dài đứt gãy ra. Tại cái này sụp đổ quá trình bên trong, nhân hoàng mặt không thay đổi ngừng đầu, nhìn qua thân thể dừng lại thần sắc âm trầm ninh viêm, nói ra hôm nay, đối ninh viêm câu nói đầu tiên. Tiểu thập nhất, còn nữa không? chương 2173, lời vừa nói ra, tựa như lôi đình xẹt qua bầu trời, rơi vào nhân gian, cũng rơi vào trong lòng quần thần trong ngoài cổ hoàng tinh. Thành ầm ầm tiếng vang, nhưng lại cũng không gây nên quá nhiều phong bạo. Bởi vì phát sinh ở hôm nay một màn sự tình này, ngay từ đầu liền khiến cho mọi người rung động. Đầu tiên là Ninh Viêm đột nhiên đại nghịch, sau đó tế xuất ba vật, càng là một cái so với một cái hoành động, nhất là đưa tới nhân tộc khí vận chi phạt. Hóa thành xích sắt đem nhân hoàng trói buộc, loại này có thể lay động khí vận sự tình, chỉ có thể nói rõ, Ninh Viêm nói là chân thật, nhưng so sánh những thứ này, Trấn Viêm Vương một đao kia mới là làm cho người ta không cách nào tin cùng với tâm thần ngợn sóng vạn trượng sự tình. Không ai có thể nghĩ đến, Trấn Viêm Vương luôn luôn cẩn trọng với nhân tộc, thân là quân thần nhân tộc Trấn Viêm Vương lại làm phản. Loại chuyện này hoàn toàn không hợp lý, bọn hắn không cách nào suy đoán, rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì trấn viêm vương sẽ lựa chọn cùng nhân hoàng đao binh tương hướng dù sao đến trấn viêm vương tầng thứ này cùng thân phận thế gian có thể đem hắn đả động sự vật đã càng ngày càng ít nhất là hắn những năm này là thật phát ra từ phế phủ vì nhân tộc trinh chiến nhiều lần cận kề tử vong nhiều lần trọng thương cùng với chém giết các tộc dị tộc sự tình những này không thể làm giả được mà như vậy một cái có độc lập mà cao thượng linh hồn Toàn tâm toàn ý vì nhân tộc Thiên Vương, đao của hắn, cư nhiên chém về phía nhân hoàng, tơ cả những điều này gây ra sóng to, có thể nói là sóng to gió lớn. Sở Dĩ Kỳ thật bây giờ đứng ở chỗ này Ninh Viêm, hắn thân phận thật sự tại mọi người tâm bên trong đã không trọng yêu. Thậm chí một số lão thần trong nháy mắt vừa rồi đã có phán đoán. Mấy năm trước trận kia liên quan tới Ninh Viêm đại án, bây giờ tại trong lòng mọi người ký ức vẫn là cực kỳ rõ ràng. Chỉ bất quá về ninh viêm ca ca, cũng chính là chuyện của thập nhất hoàng tử, là cấm kỳ của nhân hoàng, mọi người không phải cũng không muốn đụng chạm mà thôi. Vì thế, trói buộc thân thể xích sắt tại từng cái liên tục đứt gãy bên trong, bị trói buộc ở giữa không trung nhân hoàng, hắn bê, yểu tình bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt, giờ phút này quanh quẩn ở cổ hoàng tỉnh bên trên. Người xuất hiện, châm cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, duy chấn viêm vương xuất thủ là trẫm hôm nay sự tình thứ nhất có chút kinh ngạc chân viêm vương đáp án này người có nguyện ý cáo chi cho trẫm biết không nhân hoàng ngẩng đầu nhìn về phía trấn viêm vương đang giao chiến với lão thái giám trấn viêm vương không nói lời nào toàn lực ra tay tiếng đao quang vang vọng khắp thiên địa đáp lại nhân hoàng là ca ca của ninh viêm cũng chính là thập nhất hoàng tử lựa chọn chảm ngươi tự nhiên là vì nhân tộc vì đại nghĩa phụ hoàng người vị này nhân hoàng, là ta nhân tộc u ác tính, không xứng làm hoàng. Mà tiểu thập nhất cái xưng hô này đã rất lâu không có từ trong miệng ngươi nghe được, năm đó ba chữ này, để cho ta cảm thấy ấm áp, mà hiện tại. Ba chữ này, từ trong miệng ngươi nói ra, dối trá vô cùng. Thập nhất hoàng tử biểu tình vạn vẹo, trong mắt tràn ngập tơ máu, lộ ra nồng đậm cừu hận, không có đối với nhân hoàng nói ra thân phận của mình mà ngoài ý muốn. Theo hắn xem ra, Thân phận cái gì, chính mình căn bản cũng không thèm để ý chút nào. Hắn để ý chỉ có một điểm, đó chính là chém giết Nhân hoàng, vì thế, hắn ẩn nhẫn mà chuẩn bị quá nhiều năm. Nhân hoàng mặt không chút thay đổi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trấn Viêm vương, nhìn về phía thập nhất hoàng tử, tựa hồ không có ở đây chút nào tại đối với đối phương châm chọc chi ý, nhẹ nhàng tiếp tục mở miệng. "Ngươi là lúc nào phụ thể Ninh Viêm?" Thập nhất hoàng tử nghe vậy cười ha ha vẻ mặt vào giờ khắc này càng thêm dữ tợn, hắn bình thường âm trầm vốn sẽ không như vậy tâm tình dao động, thật sự là hôm nay cùng ngày xưa bất đồng, hắn ẩn nhẫn quá lâu cũng chuẩn bị quá lâu, hôm nay rốt cục bộc phát muốn đi báo thù, cho nên tâm tình của hắn cũng là như vậy, đương nhiên là phụ hoàng đại nhân, người đem đệ đệ ngu xuẩn của ta nhốt ở địa lao hoàng gia, vì để cho ngươi làm như vậy, ta chính là cố ý ở trong chuyện kia lộ ra thân ảnh, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem mũi nhọn bên ngoài chỉ dẫn tại ninh viêm nơi đó. Mà ta tính toán ninh viêm sẽ dùng vấn tiên trung để tự chứng minh trong sạch, và lại vĩ đại như ngài, đang bận rộn việc tư sự tình, sẽ không đối với cái này quá nhiều quan tâm. Cho nên đem hắn giam giữ là lựa chọn duy nhất. Kể từ đó, ta có thể mượn hoàng gia địa lao, lấy niệm vô tri vô giác nhập thể. Thanh âm thập nhất hoàng tử truyền ra khắp nơi, hứa thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ ngày đó dân trạch bên trong thần bí người áo đen hoàn toàn chính xác liền là vị này thập nhất hoàng tử hứa thanh hai mắt nheo lại năm đó hắn siêu hồn truy cha vù hãm dị tiên lưu người phía sau màn lúc từng tìm được qua một chỗ nhà dân ở đó hắn cùng một vị hắc y nhân lần đầu tiên gặp mặt trong lúc trầm ngâm hứa thanh rất nhanh nghĩ đến ninh viêm đã từng ở trong địa lao nói qua cảm nhận được ở sâu trong địa lao có dao động quen thuộc mà đối phương sở dĩ nhập thể ninh viêm mục đích cũng rõ ràng thập nhất hoàng tử thân phận là ở bên trong ẩn nấp mà chuyện hắn muốn làm tất nhiên cần tiếp cận nhân hoàng mặt khác tại nhân tộc hoàng đô chém giết nhân hoàng lực cản tự nhiên vô cùng to lớn cho nên chuyện này muốn thành công còn phải phòng ngừa người ngoài cứu viện vì thế tế tổ chỗ tại cổ hoàng tinh bản thân ngăn cách trong ngoài chính là tốt nhất chiến trường ở chỗ này người ngoài muốn bước vào, cần tư cách. Mà tư cách, chỉ có nhân hoàng mới có thể lấy khí vận đi trao tặng. Nhưng hiện tại, khí hiện dao động, hóa thành xích sắt, trói buộc nhân hoàng, nhân hoàng tại không có giải quyết việc này trước, cũng không cách nào chiêu dẫn khí vận trợ lực. Cục này, đối phương hiển nhiên vì thế mà đợi rất lâu. Chờ, chính là tê tổ, mà muốn lúc tế tộc cũng xuất hiện trong cổ hoàng tinh, có lẽ trước khi ninh viêm trở về, vị thập nhất hoàng tử này có lựa chọn khác nhưng sau khi ninh viêm trở về, theo chọn nhập thể ninh viêm cũng trở thành một bước hạ cờ của đối phương. Hoặc là chuẩn xác mà nói, ngay từ đầu phụ thể ninh viêm chỉ là một trong những phương thức mà chính mình nơi này tại viêm nguyệt quật khởi sau, liền thành phương thức tốt nhất. Nguyện chính mình đề cử, đối phương thuận lợi mượn ninh viêm chỉ thân, đi vào cổ hoàng tinh, đứng ở nhân hoàng bên người. Đây là gần nhất một lần, nhưng lại có một cái nghỉ vấn, ở đáy lòng hứa thanh thủy chung không tiêu tan. Ninh Viêm là thật sự không biết việc này hay là nói. Hắn là tự nguyện mà nhân hoàng thân là chúa tế, lại là ý chí cao nhất của nhân tộc, tất cả những thứ này hắn thật sự không biết. Vẫn là, cố ý mà làm, hứa thanh bất động thanh sắc, trải qua quá nhiều chuyện về sau, hắn rõ ràng nhân tính màu sắc không phải đơn giản thiện cùng ác, mà lòng người lại càng như thế, mức độ phức tạp hay thay đổi của nó, thường thường bởi vì lập trường của thời khắc khác nhau mà biến hóa nhất là lúc này nhân hoàng phản ứng đồng dạng có chút kỳ dị. Hắn bình tĩnh trên mặt, lại lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Xem ra, người đối với đệ đệ của ngươi cảm tình rất sâu, đều đến trình độ như thế, trong lời nói vẫn là ám hàm phủi sạch quan hệ chi ý, là lo lắng chuyện hôm nay thất bại, liên lụy đệ đệ của ngươi sao. Ninh viêm nơi đó, chấm tự nhiên sẽ không khó xử, cho nên ngươi cũng không cần quá nhiều ở việc này miệng lưỡi, ngươi hôm nay đã xuất hiện, lại nói nhiều như vậy, hiển nhiên là muốn kéo dài một ít thời gian. Vô luận ngươi đang chờ cái gì, ngươi nếu còn có lời chưa nói xong, chấm liền cho ngươi một nén nhang thời gian mở miệng. Dù sao, giết cha thí quân, cũng cần một cái đứng vững lý do đi giảng cho thế nhân. Nhân hoàng thanh âm từ đầu đến cuối, đều là không có chút rung động nào. Một màn này để cho thập nhất hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn đối với chính mình chuẩn bị cùng với sau lưng thế lực, vẫn như cũ rất có lòng tin vì thế rất nhanh sắc mặt liền khôi phục như thường, gắt gao nhìn chằm chằm nhân hoàng. Lý do, ta vì sao như vậy, người không rõ sao? Từ lúc ngươi năm đó hạ lệnh đem mẫu thân ta chém giết, ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết ở trước mặt mà tâm thần sụp đổ kia một khắc lên, huyền chiến, ta cùng ngươi liền không đội chơi chung. Ta đối với người hận, thời thời khắc khắc đang cắn nuốt tâm của ta, mà ta cũng biết người biết ta không chết, ta càng biết rõ nguyên nhân người mặc kệ ta. Ngươi không phải là muốn lấy ta đi câu cá, cũng may thời khắc mẫu chốt, đến xem có thể câu ra bao nhiêu sao. Ta thỏa mãn ngươi, bởi vì nếu không giết ngươi, ta ý niệm không thông, nếu không giết ngươi, ta uổng công làm người con, nếu không giết ngươi, ta không xứng sống sót ở thế gian. Thập nhất hoàng tử Thanh Âm Thê Lương, quanh quẩn bát phương. Trong mắt nhân hoàng lộ ra một tia hồi ức, hiển nhiên lời nói của Ninh Viêm làm cho hắn nghĩ tới sau sự kiện kia. Mỗi lần bầu trời treo trên bức tranh nơi ở của mình, cùng kia tranh bên trong mỹ hảo thân ảnh, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, trong tiếng thở dài này bao hàm thổn thức đối với phần tình cảm kia, theo khẽ nhả, tâm của hắn cũng một lần nữa bình tĩnh lại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Như vậy hậu thủ của ngươi, còn có sao? Có thể tiếp tục triển khai, như ngươi mong muốn." Thập nhất hoàng tử cúi đầu nhìn sâu trong cổ hoàng tinh, sau đó trong mắt lộ ra một tia u mang, âm lãnh mở miệng: hắn thoại ngữ vừa ra, lập tức cổ hoàng tinh chỗ sâu. Truyền đến một tiếng dầu dĩ hoanh minh, tựa hồ một loại nào đó kịch biến, chính tại cổ hoàng tinh bên trong bộc phát, mà như vậy biến hóa, tự nhiên chính là kết quả mà thập nhất hoàng tử kéo dài thời gian muốn đạt tới. Trong chớp mắt tiếp theo, để cho cổ hoàng tinh trong ngoài tất cả mọi người tâm thần nhấc lên càng lớn gợn sóng một màn, rung động xuất hiện ở trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy âm thanh ầm ầm như thiên lôi liên tục bộc phát trong cổ hoàng tinh. Sâu trong cổ hoàng tinh bị sương mù vô tận bao phủ, rõ ràng có một cỗ dao động kinh thiên động địa, oanh oanh mà lên. Sương mù nổ tung, hướng về bốn phía điên cuồng đảo cuốn, bẻ gãy nghiền nát cảm giác vô cùng mãnh liệt bên trong, một tòa ngũ giác tế đàn. Lại từ sâu trong cổ hoàng tinh, bị lực lượng nào đó mạnh mẽ dẫn dắt mà ra. Tế đàn kia, liền là để mọi người tâm bên trong vô cùng rung động ngọn nguồn. Bởi vì bên trên tế đàn rõ ràng đặt năm cỗ quan tài khổng lồ màu vàng chúng nó bị đặt ở trên năm góc mỗi một cỗ quan tài đều tản ra hoàng khí khủng bố ẩn chứa trí cao chi huy lại riêng phần mình đều có điện thờ sừng sững ở trên trong đền thờ cũng không cung phụng pho tượng chỉ có linh bài phân biệt viết đông thắng thánh thiên kính vân đạo thế cùng cái cuối cùng huyền chiến một màn này giống như một hồi kinh thiên động địa chấn động vọng cổ thần bí nghỉ thức mà ở chính giữa năm cố quan tài này, nơi đó có một ngọn đèn. Đèn này toàn thân tử thạch chế tạo, như một đóa tử kinh hoa nở rộ, phía trên đậu một con phượng điểu màu tím, cánh chim triển khai, sinh động như thật. Chỉ bất quá dưới mắt, ngọn đèn này rõ ràng tràn ngập vết nứt, và lại còn có ngọn lửa màu đỏ từ bên trong tản ra, sau khi bao phủ năm cố quan tài, không biết kinh lịch như thế nào chuyển biến, cùng năm quan tài dung hợp, cùng hoàng khí đan sen, Thế mà làm cho hỏa diễm tại tầng ngoài cùng nhan sắc trở thành kim sắc. Cháy hừng hực, thần linh khí tức, tại cái này kim sắc hỏa diễm bên trong khuếch tán ra. Kia là thần hỏa, chuẩn xác mà nói, là thần hỏa sắp thành công. Phụ hoàng đại nhân, ta đem ngươi công khai tế tự, âm thầm triển khai thành thần nghi thức, bày ra ở thế nhân trước mặt, ngươi nói. Đây có phải hay không cũng coi như một cái chém giết ngươi lý do đâu? Thập Nhất hoàng tử cười lạnh mở miệng, chương 2174, tế đàn này vừa ra, thạch phá kinh thiên, bên ngoài cổ hoàng tinh, quần thần vốn lo lắng, giờ phút này từng cái thần sắc lập tức đại biến, trong lòng bốc lên có thể nói là thiên băng địa liệt. Càng có một ít thần tử, lộ ra không thể tin được chỉ ý, như bị ngũ lôi oanh đình. Kia là lịch đại nhân hoàng quan tài, cái này, cái này đích xác là thành thần nghi thức. Mọi người tâm thần, phong bạo thao thiên thật sự là thần linh đối với tất cả tộc quần vọng cổ mà nói. Là đại địch sinh tử, vọng cổ bởi vì thần linh mà đau khổ, chúng sinh bởi vì thần linh mà điêu linh. Mặc dù vô số năm trôi qua, không ít tộc quần cuối cùng lựa chọn cúi đầu, cam nguyện bị nô dịch, lại cũng đạt được chỗ tốt, trở thành vọng cổ cường tộc. Như viêm nguyệt huyền thiên chính là như vậy, nhưng nô lệ tự là nô lệ, nhân tộc, cái này nhiều lần nhất thống vọng cổ, có tự thân kiêu ngạo tộc quần, bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng cúi đầu. đời đời nhân hoàng, cho dù gặp phải tình huống khó khăn hơn nữa, cũng vẫn không vứt bỏ tâm của mình. bọn hắn kiên trì huyền u cổ huấn, kiên trì thánh địa khẩu dụ, kiên trì hạ tiên truyền thống. ngứa ực dù nghiên cứu thần linh là không thể tránh khỏi, cũng bởi vậy xuất hiện dung thần thuyết pháp, nhưng trong xương cốt cùng với thần linh thế không lưỡng lập. bởi vì đây là đạo bất đồng về phần thành thần loại này đối với nhân tộc mà nói đáp án tuyệt đối không thể chấp nhận không có bất kỳ nhân hoàng nào đi lựa chọn đây là thủ vững đây là nguyên tắc cũng là điểm mấu chốt càng là hoàng đô đại vực bên trong tất cả nhân tộc từ nhỏ đến lón đời đời người người cộng đồng nhận thức nhưng bây giờ khí tức của thần hỏa được mọi người cảm nhận rõ ràng nhất là sự xuất hiện của điện thờ còn có danh tự bên trên năm cỗ quan tài kia có thể tưởng tượng bốn trong năm cỗ quan tài này nhất định chứa thi hài các đời nhân hoàng. Huyền chiến nhân hoàng rõ ràng là muốn nhờ lịch đại nhân hoàng thi hài chi lực đến thành tựu tự thân thành thần chi tài liệu. Việc này ở trong lòng những lão thần kia là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình, thậm chí có thể nói đây là càng lớn hơn cả thập nhất hoàng tử nghịch tổ. Lịch đại nhân hoàng khi còn sống, mặc dù cũng từng có, nhưng công cũng to lớn. Sau khi bọn hắn chết, vốn nên không bị quấy giày nhưng hôm nay lại bị hậu nhân như vậy làm lương tài đi thiêu đốt hành vi này có thể nói là làm phản nhân đồ vì đại nghịch bất đạo vì vậy từng tiếng mang theo bi thiết thanh âm theo cổ hoàng tinh truyền ra ngoài thiên mà lên bệ hạ ngài không thể như thế chúng ta là tu sĩ đời sau chúng ta đi chính là tu hành con đường không phải thần linh con đường nếu nhân hoàng lựa chọn thành thần nhân tộc ta vẫn là nhân tộc sao nhân hoàng thành thần không những ta nhân tộc điểm mấu chốt mất đi thánh địa tại thiên cảm giác tất cả những thứ này cũng sẽ thất vọng đau khổ bệ hạ nghĩ lại đi a à. thần linh là chúng ta đời đời chỉ địch nếu nhân hoàng ngược lại thành thần chúng ta đời một thủ vững còn có ý nghĩa gì thánh địa những năm gần đây một mực yên lặng cho trợ giúp lại có ý nghĩa gì không chỉ có cổ hoàng tỉnh bên ngoài những lão thần kia bi hô mà ngay cả cổ hoàng tỉnh bên trong được cho phép xem lễ mọi người cũng là trong lòng gợn sóng dâng trào, tế đàn thập nhất hoàng tử dâng lên một viên đá kích khỏi vạn tầng sóng, duy chỉ có hứa thanh, hắn giờ phút này không thèm để ý nhân hoàng có phải muốn đi thành thần hay không, bởi vì lực chú ý của hắn tại tế đàn kia xuất hiện một khắc, liền không cách nào phân tán chút nào, toàn bộ đặt ở tế đàn chính giữa ngọn đèn kia bên trên, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền lập tức biết này ngọn đèn liên là hắn đến nhân tộc mục đích chỗ kia là Tử Huyền bản mệnh chỉ đăng, Tử Huyền thượng thanh đăng, mà hôm nay trên ngọn đèn này tràn ngập vết nứt, khiến cho Hứa Thanh nơi này tại cảm giác trong nháy mắt, trong lòng mãnh liệt bộc phát mãnh liệt bất an. Hắn hô hấp hơi dồn rập, có dự cảm bốc lên. Buổi lễ này đang diễn ra, ngọn đèn kia đang thiêu đốt bản nguyên, một khi bản nguyên hao hết, nghi thức thành công một khắc, ngọn đèn này liền sẽ vỡ vụn, nếu là như thế. Hứa Thanh trong mắt tại cái này một sát na, lộ ra nhiếp nhân tâm phách chi mang. Cùng lúc đó, lời nói của thập nhất hoàng tử quanh quẩn bát phương, huyền chiến nhân hoàng, tang tâm bệnh cuồng, bất tuân cổ hoàng chi huấn, bất tuân thánh địa trông coi chi ngôn, tế luyện lịch đại nhân hoàng thánh hài, thành tự thân lương tài, ý đồ thành thân. Phương pháp này đi rời bỏ tiên đạo, phản bội nhân tộc, càng tàn nhẫn đến cực điểm. Mà huyền chiến bên trên bất kính tiên tổ, bên dưới bất an lê dân. Thương thiên chứng giám, Khí vận có thể cảm giác như vậy nhân hoàng có thể xứng nhân hoàng thập nhất hoàng tử thanh âm kinh thiên động địa từng chữ oanh minh khiến cho nhân tộc chúng thần ngượng sóng đồng thời ánh mắt của hắn chợt chuyển rơi vào hứa thanh trên người chấn thương vương ta biết ngươi cần ngọn đèn kia mà hiện tại ngươi là mắt thấy ngọn đèn này võ nát hay là xông vào bên trong phá nghỉ thức này thu hồi ngọn đèn ngươi cần hứa thanh không nói gì thân thể tiến lên một bước. Đúng lúc này, giữa không trung cùng chấn viêm vương giao chiên lão thái giám. Thần sắc đại biến, muốn đi ngăn cản, nhưng bị chấn viêm vương ngăn cản. Vì thế hắn thanh âm bén nhọn, khẽ quát một tiếng. Chấn thương vương, nhân hoàng hành động này, có thầm ý, người chớ nên bị nghịch tặc mê hoặc, còn không lui ra. Đáp lại hắn, là hứa thanh băng lãnh mục quang cùng rơi xuống bước chân. Một bước rơi xuống, thiên địa oanh minh, hứa thanh trong cơ thể khí tức cuồng bạo mà lên, mấy ngàn vạn hồn tê oanh oanh khuếch tán hình thành hắn đại thế giới cũng có tiếng kiểm minh ở trong cơ thể hắn truyền ra khiến cho thương khung bốc lên một đạo cự đại kiếm ảnh tại cái này của hoàng tỉnh màn trời bên trên bỗng nhiên tạo thành mắt thấy như vậy thập nhất hoàng tử nở nụ cười nhưng nụ cười này vừa mới nổi lên trong nháy mắt tiếp theo hứa thanh quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái cái nhìn này khiến đáy lòng thập nhất hoàng tử bỗng nhiên căng thẳng mà hứa thanh trung quy không có mở miệng thu hồi ánh mắt về phần đối phương vì sao biết mình cần ngọn đèn này hắn hiện tại không có thời gian đi tìm hiểu mà chuyện này mặc dù ở trình độ nào đó khiến cho hắn có thể nhanh chóng tìm được tử huyền thượng thanh đăng nhưng là bên trong tính toán chi ý cũng đặc biệt rõ ràng bất quá trong mắt những thứ này đều không quan trọng hứa thanh bước chân rơi xuống một khắc hướng về tế đàn mau chóng đuổi theo hắn không muốn trợ giúp vị thập nhất hoàng tử này cũng không muốn tham dự chuyện của nhân hoàng nhưng ngọn đèn kia hắn nhất định phải lấy đi cho dù đây là nghi thức thành thần của nhân hoàng sát na tiếp theo thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở ngoài tế đàn hướng về biển lửa tản ra bên ngoài vừa xông đi đồng thời thành đế kiếm chỉ ảnh kia cũng từ màn trời nghiêng xuống một kiếm chém về phía tế đàn xa xa vị kia lão thái giám thần sắc kịch biến có tâm ngăn cản nhưng không cách nào làm được. Mà cổ hoàng tỉnh bên trong những người khác, giờ phút này từng cái cũng đều chần chờ. Nếu nghỉ thức này, không phải thành thần, bọn hắn tự nhiên sẽ đi ngăn cản hứa thanh. Nhưng hôm nay, mọi người trầm mặc, mắt thấy đế kiếm chỉ ảnh khí thế hạo hãn, có thể nói bằng bạc kia, cuồn cuộn nổi lên khí vận chi lực, tản ra sắc bén chỉ phong, dùng bất cứ giá nào thiên địa, toái diệt hết thảy khí thê, đang như bẻ khô kéo mục nát rơi xuống. Thập nhất hoàng tử, cười ha hả, nhìn về phía tế đàn dâng lên sau một mực giam lặng yên nhân hoàng. Phụ hoặc, người đã mất đạo, nhân hoàng vẫn không mở miệng, xích sắt trên người mặc dù vẫn còn liên tục đứt gãy, nhưng hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào, giờ phút này ánh mắt dừng ở trên người hứa thanh bên ngoài tế đàn. Không chỉ có hắn nơi này như thế, giờ khắc nay, bên ngoài tế đàn, tất cả mọi người là như vậy. Tại cái này vạn chúng chú mục dưới, kia đế kiếm hình bóng cuối cùng chạm tại tế đàn bên ngoài hỏa diễm bên trên hỏa diễm bỗng nhiên cuốn động hội tụ vào một chỗ tạo thành một tấm cự đại khuôn mặt khuôn mặt này lại là huyền chiến một khắc xuất hiện hướng về đế kiếm một đầu đánh tới tiếng oanh minh trong chớp mắt này kinh thiên động địa kiếm ảnh tán mặt biến mất ngọn lửa bốc lên tựa như bị gió lớn thổi qua lay động kịch liệt hứa thanh không có chút nào dừng lại nhân cơ hội này thân thể tốc độ tăng vọt, hóa thành tàn ảnh, thẳng đến tế đàn. Nhưng ngay khi hắn tới gần, bên trong ngọn lửa tản ra ngoài tế đàn này, có vô số thân ảnh, lại nhao nhao hiện ra. Trong những thân ảnh kia có nhân tộc, có dị tộc, có hung thú, thậm chí còn có thần linh. Những thứ này đều là kia ngọn đang thiêu đốt tử huyền thượng thanh đăng, tại bản nguyên tri hỏa thiêu đốt bên trong, kích phát ra lịch đại nhân hoàng thi hài bên trong lưu lại khí tức sở hóa hình thành một khắc, những hỏa diễm thân ảnh này, từng cái khí tức tăng vọt, thẳng đến hứa thanh mà đi. Nhưng đúng lúc này, từ huyền thượng thanh đăng ở chính giữa tế đàn, bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, tựa hồ hứa thanh xuất hiện, đưa tới nó cộng minh nào đó. Vì thế những thân ảnh nhằm phía hứa thanh cũng đều bị ảnh hưởng, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Trong mắt hứa thanh hiện lên dị mang, tốc độ lần nữa tăng vọt, bốn ngàn vạn hồn tia biến thành đại thế giới, vì đó cung cấp cho hắn lực lượng gần như cuồn cuộn không dứt. Hắn thể nội khư thổ, càng là thần quyền lấp lánh. Vì thế, hắc vụ bốc lên sau lưng hứa thanh, minh phỉ rít gào Từ ngựa ở trên đỉnh đầu hứa thanh dâng lên, huỳnh hỏa hiện thế, nhuộm tóc thành màu tím. Còn có vận rủi chi lực, cũng ở cái chớp mắt này khuếch tán ra, mặc dù là không có sinh mệnh hỏa diễm thân ảnh, cũng trốn không thoát vận rủi bao phủ Đại huyền thiên giáp cũng xuất hiện, còn có 9 cái đèn lồng tại hắn bốn phía vòn quanh xoay tròn đều riêng phần mình nhô lên giữ tạo ẩn đầu rồng phát ra không tiếng động rít gào cùng này đồng thời hứa thanh tay phải nửa trong suốt trực tiếp một phen thăm dò vào ngực chộp về phía hư ảo thức hải đi vào khư thổ bên trong đẩy ra đế kiếm chỗ tàng môn ở bên trong cùng đế hồn dung hợp một chảo hướng về đế kiếm đế kiếm oanh minh không có phản kháng bởi vì sau khi hứa thanh bái kiến đại đế lúc trước theo câu nói kia của đại đế ở một mức độ nào đó hắn đã tán thành hứa thanh dựa vào ý chí bản thân đi nắm giữ đế kiếm ước thúc đã không tại cho nên từ trên lý thuyết chỉ cần hứa thanh thực lực đầy đủ hắn liền có thể đem đế kiếm chân chính lấy ra nắm ở trong tay nhưng hiển nhiên lúc này vẫn chưa đủ nhưng mặc dù không cách nào đem đế kiếm chân thân lấy ra nhưng một chảo này dưới vẫn là đem một luồng kiếm khí nắm ở trong tay, lấy ra thân thể. Một luồng kiếm khí này bị lấy ra trong chớp mắt, lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh. Cùng lúc trước ở trên trời xuất hiện chi kiếm, giống nhau như đúc, nhưng lại càng ngưng thực, cũng càng vì sắc bén. Giờ phút này theo hứa thanh nắm chặt, hắn trong mắt sát cơ lóe lên. Thẳng đến những thân ảnh tốc độ giảm mạnh mà đi, từ xa nhìn lại, giờ khắc này hứa thanh khí thế như rồng. Tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên đế kiếm những nơi đi qua từng đạo thân ảnh lập tức sụp đổ càng có thần quyền chỉ uy tản ra chân áp bát phương đồng thời còn có một cái nhánh dây ở hứa thanh bốn phía gào thét nó không phải hướng về những thân ảnh kia phát động tiến công mà là đang thôn vệ ngọn lửa nơi này một bên thôn vệ nó còn một bên tán ra vui mừng cảm xúc ba động mặt khác tiểu ảnh nơi đó cũng không cam lòng rót lại phía sau nhanh chóng lan tràn ra tại trong ngọn lửa nhảy vọt tựa hồ nơi này đối với nó tới nói, như cá gặp nước. Một màn này, mọi người đang xem đều tâm thần chập trung. Đây là hứa thanh lần đầu tiên, tại nhân tộc khu vực bên trong. Bên dưới vạn chúng chú mục, bộc phát chính mình toàn bộ chiến lực. chương 2175, cổ hoàng tinh bên trong, vạn chúng mục quang chỗ hợp thành, tụ tại tòa kia nhân hoàng thành thần huyền dị tế đàn bên trên. Giờ khắc này, tế đàn này, thành trận này tế tổ kịch biến hạch tâm chỗ từ xa nhìn lại, cái này tế đàn ngũ giác toàn thân xanh đen, làm cho người ta có một loại tăng thương chi ý, càng có cảm giác vô cùng trầm trọng. Nhìn tổng thể, giống như là vớt từ trong thời quang, từ sâu trong minh giới chỗ bay lên. Mà trên đó ngoại trừ vô số ấn ký đồ đằng phức tạp. Làm người ta chú ý nhất, chính là năm cỗ quan tài cùng với điện thơ. Quan tài cổ xưa, tản ra vô tận đế ý, bên trong lịch đại nhân Hoàng Thi Hài, đại biểu Hoàng gia huyết mạch, có thể ngược dòng đến huyền u cổ hoàng, là vọng cổ đại lục thiên đạo tán thành. Hắn huyết mạch chi tôn cao, đã là vọng cổ cực hạn. Về phần điện thờ, càng là chế tạo cực kỳ xa hoa, chất liệu rõ ràng là thần linh chi cốt. Đây tự nhiên là nội tình của nhân tộc, bị nhân hoàng lấy ra. Rèn đúc năm tòa điện thờ này, và lại bởi vì chất liệu phi phàm này, khiến cho bên trong năm tòa điện thờ, khí tức thần linh đặc biệt rõ ràng trước mắt khí tức này hội tụ ở trên huyền bài trên điện thờ, trùng kích hư vô, thiên địa đều biến sắc. Như vậy hết thảy có thể nói xa hoa đến mức, ngoại trừ hoàng gia, còn lại tu sĩ muốn đạt được, co hồ là không thể nào. Mà thành thần, cần đốt lên thần hỏa, trong quá trình này cần nghỉ thức. Nhưng nghỉ thức cũng không phải là cố định, mỗi một vị muốn thành thần tồn tại, đều không giống nhau. Như hứa thanh đã từng ở Ninh Hoàng Châu Thái Sơ U Trụ nhìn thấy ngũ hành chỉ hài, là thứ nhất tế nguyệt đại vực bên trong xích mẫu thần điện thần tử tại thời quang bên trong bố trí là thứ hai còn có vị đại tỷ quyển viêm nguyệt huyền thiên tộc thay thế thần linh nhện là thứ ba mà nhân tộc cổ hoàng tỉnh toàn này siêu phàm tế đàn liền là nhân hoàng vì tự mình lựa chọn thành thần nghỉ thức nhưng vô luận là quan tài hay là điện thờ hiển nhiên đều không phải trọng điểm của nghỉ thức này ngọn đèn màu tím ở trung tâm nghỉ thức này mới là vị trí hạch tâm khí tức nó tản ra Kinh Thiên Động địa, đó là khí tức của tiên, đây là lấy khí vận bộ tộc làm gió, lấy thần linh chỉ cốt làm lò, lấy cổ đăng. Tiên khí tức làm lửa, lây lịch đại nhân hoàng làm tài liệu, thiêu đốt tiên cùng thân. Trình độ hạo hãn của nó, liền vượt qua toàn bộ những gì hứa thành thấy. Cái này, liền là nhân hoàng thành thần hoàn chỉnh nghi thức. Cho nên, cái này tản ra biển lửa bên trong những cái kia sắp hoàn chỉnh thần hỏa bên trong hình thành thân ảnh bản thân bọn hắn cũng đều ở vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Không phải tiên tu, cũng không phải thần linh, mà là tiệt tu cùng thần linh chi gian, mặc dù chỉ là hư ảo, cũng không có chiến lược tuyệt đối cùng với tu vi cụ thể, nhưng bọn hắn lại có vị cách kinh người trấn áp tu sĩ. Dưới sự trấn áp của vị cách này, trong sự thiêu đốt của thần hỏa này, phàm là tu sĩ bước vào bên trong, trong quá trình giao chiến với những thân ảnh này, dị chất trong cơ thể trong nháy mắt đỉnh phong hoặc là tiêu vong, hoặc là trở thành một phần của thân ảnh này. Nhưng hứa thanh, không giống, hắn đã không thể xem như tu sĩ, cũng không phải thần linh. Hắn hiện tại chỗ đi đường trước đó không có ai đi qua, thân là con đường này người mở ra, hắn có tu vi tu sĩ. Có thần linh quyền bính, cũng có dị tiên hồn tỷ. Hắn thân thể, vẫn là thần linh chỉ thể, lại càng không cần phải nói thôn vệ qua tàn diện chỉ huyết, trong cơ thể khư thổ tổn tại trên trăm tòa hư ảo thần quyền. Vì thế vị cách của hắn chỉ cao, cùng thần linh chân chính so sánh cũng đều không sai biệt nhiều lắm. Hơn nữa những thần ảnh bên trong hỏa hải lại bị tử huyền thượng thanh đăng cộng hướng chấn áp một chút. Sở dĩ, giờ phút này giết vào trong biển lửa hứa thanh, tại liên tiếp tiếng oanh minh đính tài nhức óc, bé gãy nghiền nát, khi thế như cầu vồng, như hóa gió lốc quét ngang tật cả. Vô luận là đế kiếm trong tay, hay là tiểu ảnh, hay là thần đằng, hết thảy hết thảy đều là một phần của con bão này. Những nơi đi qua, không khỏi chân áp, có thể thấy được thần đằng gào thét, một bên hưng phấn thôn phệ hỏa diễm, một bên cuốn hướng một đạo lại một đạo thân ảnh, tựa hồ ở trong nhận thức của nó, những thứ này đều là đồ ăn. Ngọn lửa rất ngon, thân ảnh như hạt đậu, tiểu ảnh bên kia cũng không cam lòng rớt lại phía sau, lắc lư nhảy nhót, tại ngọn lửa kia hình thành vô số tàn ảnh nếu đem những tàn ảnh này ghép lại với nhau có thể phát hiện đó chính là một cây đại thụ dưới tảng cây rủ xuống quan tài mọc đầy ánh mắt quỷ dị mà hứa thanh tự thân đồng dạng sắc bén đế kiếm vung vẩy lay động bát phương càng là ở trong lúc chạy nhanh quét ngang trong cơ thể hắn đã từng xuất hiện ở thần vực sau khi cắn nút tàn diện chi huyết cảm giác đói khát bị đè xuống tựa hồ là bị khí tức thần hỏa này hấp dẫn lại lần nữa dâng lên đói cảm giác này xuất hiện một khắc hứa thanh hai mắt hơi hơi đỏ lên dứt khoát trong tay đế kiếm vừa nhấc lên để mặc một đạo thân ảnh tới gần nhào tới khoảnh khắc hắn mãnh liệt mở miệng mạnh mẽ khẽ hấp lập tức đạo thân ảnh kia chấn động trực tiếp bị hứa thanh hút vào trong miệng hứa thanh thể nội khư thổ lập tức chấn động bị hắn nuốt vào cái kia đạo thần hỏa thân ảnh hóa thành mưa lửa vẩy xuống tạo thành tẩm bổ đồng thời cũng càng đại trình độ khơi gợi lên hứa thanh cảm giác đói bụng mùi vị cũng tạm được hứa thanh liếm liếm môi thân thể một bước hạ xuống trực tiếp đến một đạo bị tiểu ảnh bao phủ thần hỏa thân ảnh phía trước lần nữa hít một hơi thân ảnh kia trong nháy mắt biến mất tiểu ảnh sửng sốt một chút mà hứa thanh đã rời đi tiếp tục cắn nuốt mắt thấy như vậy tiểu ảnh nơi đó cũng là nóng lòng muốn thử trong nháy mắt này trên biển lửa nhảy nhót tất cả tiểu ảnh đều mở ra miệng lớn điên cuồng hướng về toàn bộ thần hỏa thân ảnh thôn phệ đi qua Thần đằng rõ ràng cũng sốt ruột cắn nuốt nhanh hơn. Cứ như vậy, trong biển lửa bên ngoài tế đàn này, một màn khiến tất cả ánh mắt hội tụ chi tu hoảng sợ xuất hiện. Chẳng những trong biển lửa những thân ảnh kia đang nhanh chóng giảm bót, mà ngay cả biển lửa bản thân. Cũng đều thiếu đi một ít, toàn bộ quá trình không đến một nén nhang. Trong biển lửa, những thân ảnh hình thành kia, toàn bộ biến mất. Cái cuối cùng, cũng là dưới sự tranh đoạt giữa thần đằng và tiểu ảnh, trực tiếp chia năm xẻ bầy mà tựa hồ là bởi vì tranh đoạt, lẫn nhau có một chút hỏa khí, tiểu ảnh bên kia cảm xúc dao động, tất cả tàn ảnh hội tụ, rõ ràng ở trong biển lửa bên trong khỏa đại thụ quỷ dị kia hiện ra. Tất cả ánh mắt đều mở ra, bất thiện mà âm lãnh nhìn thần đằng, mà thánh thiên thần đằng, thân là hiếm thấy tinh không chi chủng, thành thục thể có thể nuốt thần linh tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không sợ. Bây giờ mặc dù vẫn còn là ấu thể, nhưng nhánh dây bay múa, như long xà bình thường hướng về phía tiểu ảnh nơi đó, tản ra có thể sợ khí tức. Mà tất cả nhánh dây lá cây trên đều hiện ra thần bí văn lạc, không ngừng lóe ra đồng thời, phía trên cũng huyễn hóa ra hư ảo tinh không. Cảm giác hung tàn, vô cùng mãnh liệt, một màn này, để quan sát mọi người, trong lòng đều dâng lên bất đồng trình độ dao động. Thật sự là tiểu ảnh cùng thần đăng, bất kỳ một cái nào cũng có thể nói là quỷ dị. Nhưng, loại hung tàn quỷ dị này, sau khi hứa thanh đi tới chính giữa, trong nháy mắt đều trở nên nhu thuận. Tiểu ảnh lay động, toàn bộ ánh mắt đều mở to, đơn độc đi xem, tựa hồ còn có một chút cảm giác đáng yêu, một bộ nhu thuận. Thần đằng bên kia uốn lượn, vây quanh hứa thanh, ý lấy lòng vô cùng rõ ràng. Một màn này tạo thành hình ảnh, cảm giác trùng kích mãnh liệt. Trong hình ảnh, một đầu màu tím hứa thanh, giờ phút này tóc dài phiêu diêu, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, tự thế không thể so sánh, ảnh thụ bên người đáng yêu, thần đăng nhu thuận. Không ít tu sĩ nhân tộc nhìn thấy hình ảnh này đều theo bản năng hít vào một hơi. Thân là vọng cổ tu sĩ, trong sinh mệnh của bọn hắn tự nhiên không thể thiếu chém giết sinh tử. Cho nên rất rõ ràng có thể làm cho hung tàn giả biến thành ngoan ngoãn đáng yêu, cái này cần cái gì? Cần so với chúng nó càng hung, cái này cùng hứa thành lúc trước ở nhân tộc biểu hiện có chút không giống nhau. Phải biết rằng Hứa Thanh sau khi tới Hoàng Đô mặc dù cũng cao điệu như chém giết thất hoàng tử, nhưng ý hung tàn lại không có quá mức lộ ra, nhưng hôm nay từ bên cạnh, mọi người cảm giác được điểm này. Vì thế nhìn về phía Hứa Thanh ánh mắt kính sợ càng nhiều. Vẻ mặt cũng đều càng thêm ngưng trọng, mà giờ phút này Hứa Thanh căn bản cũng sẽ không đi chú ý ngoại giới mọi người tâm tư, sau khi đi tới tiểu ảnh cùng thần đằng ở giữa, hắn nhìn về phía phía trước tế đàn. Ngoài tế đàn có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt kịch liệt, so sánh với toàn bộ biển lửa, nơi này đã là tâm ngọn lửa chỗ. Nhiệt độ cao, kinh tâm động phách, mà tẩm bổ nó thiêu đốt chính là thi hài trong năm cố quan tài kia. Vì vậy, ngọn lửa màu vàng này, giống như chướng ngại vật, ngăn cản con đường phía trước. Mà xuyên thấu qua ngọn lửa, Hứa Thanh có thể nhìn thấy vết nứt trên ngọn đèn màu tím kia, so với lúc trước càng nhiều hơn một chút. Dường như, kiên trì không được lâu, Tinh quang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến ngọn lửa màu vàng trên tế đàn mà đi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo theo ngọn lửa màu vàng oanh minh, thân ảnh Hứa Thanh tới gần, bỗng nhiên rút lui. Toàn thân hắn đều đang thiêu đốt, lộ ra bên ngoài da thịt rõ ràng héo rũ một ít, máu thịt mơ hồ. Cho dù là lấy năng lực của hắn, phối hợp thần linh chi thể, cũng đều không cách nào tiến vào trong ngọn lửa này. Nhưng Hứa Thanh chưa từng từ bỏ hắn đè xuống toàn thân hiện lên thiêu đốt đau nhức kịch liệt, giơ tay lên từng đạo thần thông oanh minh, thần quyền hạ xuống, hướng về trước mặt kim hỏa trấn áp, nhưng hơn 10 tức sau, hết thảy như thường. Ngọn lửa này không thể lay động, sắc mặt hứa thanh âm trầm, khí tức để kiếm trong tay tản ra, một kiếm rơi xuống. Thiên địa oanh minh, một đạo kiếm ảnh khổng lồ biên áo trên bầu trời, chạm tại tế đàn kim sắc hỏa hải bên trên. Ngọn lửa này dừng lại, mặc dù xuất hiện một lỗ hồng, nhưng trong chớp mắt tiếp theo ngọn lửa lại tăng vọt, khiến kiếm khí tiêu tán. Không thể phá vỡ sao, hứa thanh lẩm bẩm nhìn ngọn đèn trong ngọn lửa kia lại có thêm vài vết nứt, đáy lòng hắn lo lắng sôi trào. Mà sau khi gặp qua mấy lần nghỉ thức thành thần, hứa thanh hiểu được loại nghỉ thức này, nói như vậy trừ phi là có viễn siêu nghỉ thức, bản thân hạo hãn chi lực mới có thể đem nó trực tiếp toái diệt. Nếu không, muốn cắt đút thành thần nghi thức vận chuyển, cũng chỉ có thể là dùng một ít mưu lợi chỉ pháp. Vì thế trong mắt hứa thanh lộ ra một tia điên cuồng, hướng về tiểu ảnh cùng thần đằng truyền ra tâm niệm. Tiểu ảnh hơi chần chờ, nhưng thần đằng bên kia không có chút do dự, mạnh mẽ lao ra, thẳng đến ngọn lửa màu vàng. Đến phía sau, toàn lực cắn nuốt, lực thôn về cực lớn, tạo thành lực kéo, khiến cho ngọn lửa nghiêng về phía thần đằng như nước chảy. Vì thế đối diện hứa thanh, ngọn lửa rõ ràng mỏng đi một chút bất quá đại giới là thần đằng tự thân cũng đều bắt đầu thiêu đốt xuất hiện héo rũ dấu hiệu hiển nhiên kiên trì không được quá lâu mắt thấy như vậy tiểu ảnh cũng là bất cứ giá nào một cái chớp mắt tiếp theo nhào lên mặc cho ngọn lửa màu vàng thiêu đốt như thế nào cũng đều hóa thành một mảnh màu đen màn tre mãnh liệt dán ở đối diện hứa thanh ngọn lửa mỏng manh chỗ hạ xuống một khắc tiểu ảnh kêu rên truyền ra tiếng kêu thảm thiết tại ngọn lửa kia thiêu đốt bên trong kịch liệt đau đớn làm cho cái bóng kia biến thành màn tre cũng đều vặn vẹo lên nhưng nó không dám rời đi chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận càng là trong lòng phát ra hung ác mãnh liệt ở giữa xé rách ra tạo thành một khe hở tách rời ngọn lửa hứa thanh thân thể ầm ầm xông ra tốc độ cực nhanh đã là tự thân cực hạn một đường phá vỡ hư vô hóa thành một đạo tàn ảnh tại tiểu ảnh liền muốn kiên trì không được khoảnh khắc đột nhiên tới gần khe nứt tay phải quỷ u hóa biến nửa trong suốt, xuyên thấu cái bóng khe hở, đưa vào trong hỏa diễm. Hướng ngọn tử huyền thượng thanh đăng kia, toàn lực một trào. chương 2176, quỷ u hóa về sau, hứa thanh tay phải trong suốt, nhưng bên trong lại có năm giọt máu, hợp thành một cái hình ngũ giác đổ án. Cho dù là quỷ u hóa, cũng không cách nào đem năm giọt máu này ẩn nấp. Có thể thấy được năm giọt máu này phi phàm, mà trong tế đàn, tại hứa thanh tay phải chộp tới một khắc, Tử Huyền Thượng Thanh đang đột nhiên chấn động, tự hành bay lên không, liền muốn hướng hứa Thanh nơi đó bay đi. Nhưng đúng lúc này, bốn phía năm cỗ quan tài đột nhiên rung động. Đều riêng phần mình tản ra hoàng gia huyết mạch khí tức, cùng nơi này hỏa diễm giao hòa, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng. Hướng về phía Tử Huyền Thượng Thanh đang đang bay lên không trung, hung hăng một chảo. Đồng thời, còn có từng trận rít gào không giống tiếng người, từ trong quan tài truyền ra, nắp quan tài cũng đang rung động giống như muốn bị sốc lên. Mặt khác hỏa diễm chi lực ở chỗ này cũng trong nháy mắt càng kịch liệt bộc phát ra. Khủng bố nhiệt độ cao cùng với đủ để chấn áp linh hồn thần linh khí tức. Khiến cho hứa thanh quỷ u hóa biến nửa trong suốt tay phải, lập tức thiêu đốt. Đại huyền thiên giáp cùng với thần linh thân thể, tại này nhiệt độ cao dưới căn bản là khó có thể thừa nhận. Trong khoảnh khắc tay phải của hắn liền mắt thường có thể thấy được muốn trở thành cho bụi. Duy chỉ có trong cơ thể thần quyền, có thể kiên trì hơn một chút, nhưng lại không cách nào thay đổi tay phải giờ phút này toái diệt quá trình. Mắt thấy tay phải hắn liền muốn như dập lửa phi trùng toái diệt. Nhưng Hứa Thanh không có dừng lại chút nào, cũng chưa từng chậm lại nửa điểm, tàn tạ cánh tay bên trong kia năm giọt máu tươi bị hắn kích phát ra. Trong ngọn lửa thiêu đốt, năm giọt máu tươi này bỗng nhiên rơi xuống năm cỗ quan tài tế đàn bên trên. Một cỗ càng tỉnh thuần, càng cổ xưa hoàng gia huyết mạch dao động. Tại trong năm giọt máu này bộc phát, hình thành huyết mạch chấn áp, bàn tay to màu vàng do khí tức quan tài tạo thành, trong chớp mắt này cũng không cách nào ngăn cản. Bị năm giọt máu tươi này xuyên thấu, trong chớp mắt tiếp theo, rơi vào quan tài khác biệt bên trên. Trong nháy mắt rơi xuống, năm cỗ quan tài không ngừng rung động kia, đột nhiên dừng lại, tiếng gào thét bên trong cũng đều trong nháy mắt biên mất, an tĩnh lại đồng thời bàn tay to màu vàng kim do khí tức của chúng tạo thành cũng cứng đở giữa không trung về phần hứa thanh lúc này đã nát hơn phân nửa tay phải đã một phát bắt được tử huyền thượng thanh đăng đang bay tới hướng ra phía ngoài bỗng nhiên kéo một cái đèn này rốt cục bay ra khe nứt một khắc rời khỏi tế đàn năm cỗ quan tài kia rung động lần nữa xuất hiện tiếng rít gào đồng dạng như vậy vô tận không cam lòng chi ý bên trong mãnh liệt đến cực điểm nhưng rơi vào phía trên cái kia năm giọt máu tươi vào giờ phút này lóng lánh lần nữa trấn áp cùng lúc đó tay phải hứa thanh cũng biến thành cho bụi nhưng tay trái trong nháy mắt nâng lên bắt lấy ngọn đèn bị mang ra thân thể cấp tốc rút lui tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng nhưng trên thực tế từ hứa thanh mưu lợi xông vào bên trong ngọn lửa đến bây giờ chạy như bay đều là phát sinh trong chớp mắt tiểu ảnh nơi đó cuối cùng không cách nào chống đỡ nhanh chóng ảm đạm sụp đổ hóa thành vô số tàn ảnh tứ tán ra mà thần đằng nơi đó cũng là đến tự thân cực hạn héo rũ hơn phân nửa rút lui vì vậy dẫn dắt chi lực tiêu tán ngọn lửa từ trạng thái nghiêng lập tức khôi phục mà càng cuồng bạo rít gào từ trong ngọn lửa năm cỗ quan tài truyền ra thậm chí bản thân quan tài cũng đều ở dưới kịch liệt này xuất hiện vết nứt một cỗ không ổn định ba động tại tế đàn tăng lên vọt ra mất đi trọng yếu đèn chẳng khác nào là mất đi tiên dung nhập, mà thần linh khí tức cuồng bạo, vào giờ phút này liền không có trung hòa, vì vậy. Trận nghỉ thức này, tự nhiên là có cắn trả, uy áp khủng bố, ở trong hỏa diễm càng lúc càng mãnh liệt. Một màn này, thập nhất hoàng tử cười to, quần thần đang xem đều trầm mặc, nhìn vị lão thái giám kia, phát ra âm thanh thê lương. Mà hứa thay giờ phút này không lo được những này hắn thân ảnh phi nhanh ở giữa, đã đem tử huyền thượng thanh đăng tràn ngập vết nứt thu lại đồng thời cánh tay phải mất đi cũng dưới sự đặc thù của thần linh chỉ thể tại trận trận huyết nhục tê liệt kịch liệt đau nhức ở giữa mọc ra mặc dù cảm giác suy yếu khó tránh khỏi dâng lên nhưng trong lòng hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm trong đầu hiện ra phương pháp lấy ngọn đèn tại mấy tháng trước trong thượng linh phủ của mình cùng tử huyền thương nghị phương pháp này là tử huyền đưa ra ý nghĩ cùng hứa thanh hai người cùng nhau hoàn thiện Tử huyền đối với cái kia ngọn đèn cảm ứng, rất là chuẩn xác, nhất là hứa thanh rời đi hoàng đô mấy năm nay, tử huyền nhìn như bế quan, nhưng trên thực tế nàng dùng rất nhiều bí pháp, thu được càng nhiều tin tức. Năm giọt máu tươi kia chính là bản nguyên chỉ huyết của tử huyền. Cũng là chuyên môn chuẩn bị cho năm cỗ quan tài kia, dùng máu này, có thể trong thời gian ngắn chấn áp quan tài. Như vậy, có thể làm cho quá trình lấy đèn thuận lợi hơn một chút đồng thời bọn hắn còn thương nghị những bước khác chẳng qua trận hỏa diễm thành thần này khiến cho quá nhiều phương pháp đều mất đi tác dụng cho nên hứa thanh chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần bất quá lúc này cầm lại tử huyền thượng thanh đăng về sau trong lòng hứa thanh theo bản năng dâng lên một ít cảm giác kỳ dị nhìn như mạo hiểm đánh cược một lần nhưng quá trình này tựa hồ quá thuận lợi hứa thanh nheo hai mắt lại thu hồi tiểu ảnh cùng thần đăng tiếp tục lui về phía sau mà giờ phút này, trong lúc hứa thanh lui về phía sau, trên tế đàn đã mất đi ngọn đèn, tiếng gào thét ngập trời vang lên, trong chớp mắt tiếp theo, quan tài sụp đổ, nổ tung ra. Nhưng không đợi bên trong có thi hài thân ảnh lao ra. Vây quanh tế đàn kim sắc hỏa diễm, tự bỗng nhiên cuốn ngược. Phản phệ, xuất hiện, nhiệt độ cao trong nháy mắt bộc phát, trong tiếng oanh minh, quét ngang tất cả bên trong. Năm cỗ quan tài kia đứng mũi chịu xào, dưới sự cắn trả của thần hỏa lập tức trở thành cho bụi thi hài bên trong cũng như vậy ngay cả tế đàn bản thân cũng như vậy hết thảy hết thảy đều tại cái này kim sắc hỏa diễm phản vệ dưới trở thành bụi bặm mà kim sắc hỏa diễm cũng vào lúc này không có tẩm bồ dần dần tiêu tán dập tắt khí tức thành thần tràn ngập khắp bát phương cũng tản đi thiên địa khôi phục như thường nhân hoàng thành thần nghỉ thức bị ị đánh gãy do đó thất bại tiếng cười của thập nhất hoàng tử truyền khắp bát phương, ẩn chứa cảm giác vui sướng cực kỳ mãnh liệt, sau đó nhìn về phía nhân hoàng. Mà giờ phút này cổ hoàng tỉnh trong ngoài nhân tộc quần thần cũng đều riêng phần mình trong lòng phức tạp, nhưng nhiều ít đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đối với tương lai lo âu, lại nhịn không được không ngừng nảy sinh ở trong lòng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tiếng cười của thập nhất hoàng tử đột nhiên dừng lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bởi vì hắn không có ở trên mặt nhân hoàng, nhìn thấy chút gọn sóng. Giờ phút này trên người còn tồn tại hơn phần nửa không có đứt đoạn xích sắt nhân hoàng, tại mắt thấy chính mình thành thần nghi thức thất bại sau, thần sắc lại như cũ bình tĩnh. Bất an trong lòng thập nhất hoàng tử càng lúc càng mãnh liệt, vừa muốn mở miệng. Nhưng đúng lúc này, cái kia bị thần hỏa thiêu đốt tế đàn cùng thi hài hình thành cho bụi, lại chạy thẳng tới nhân hoàng, thành đàn thành phiến, trong nháy mắt đã đến phía trước nhân hoàng. Tại nhân hoàng khẽ hấp phía dưới những này bụi bặm đều rơi vào hắn miệng bị hắn nuốt xuống thương khung oanh minh đại địa chấn chiến cổ hoàng tinh vào giờ khắc này cũng đều lắc lư khí vận bốc lên kịch liệt đến cực điểm một cỗ khí tức thành thần mãnh liệt hơn trước vô số lần trong chớp mắt này từ trạng thái tiêu tán lần nữa bộc phát chỉ bất quá lúc này đây bộc phát ngọn nguồn không còn là trở thành cho bụi tế đàn mà là toàn bộ cổ hoàng tinh, cổ hoàng tinh lại đang thiêu đốt, so với lúc trước nồng đậm rất nhiều, thậm chí trình độ căn bản là không cách nào so sánh kim sắc hỏa diễm, lấy cổ hoàng tỉnh làm hạch tâm. Ẩm ẩm thiêu đốt, toàn bộ hoàng đô đều đang rung động, toàn bộ hoàng đô đại vực đều đang dao động. Thực tại là, giờ phút này lần nữa xuất hiện cái này thành thần nghỉ thức, quá mức kinh khủng. Tơ gỡ những thứ này, để cho cổ hoàng tinh trong ngoài tất cả nhân tộc quần thần, đều riêng phần mình trong lòng biến hóa mà để cho mọi người tâm thần sôi trào lớn nhất là chân viêm vương cùng lão thái giám đang giao chiên hai vị này một mực chém giết sinh tử giờ phút này trong tiếng oanh minh đều riêng phần mình rút lui chân viêm vương đi tới bên người thập nhất hoàng tử sắc mặt như thường mà lão thái giám thì là trở lại nhân hoàng nơi đó đứng ở phía sau nhân hoàng cung kính mở miệng chúc mừng bệ hạ nghỉ thức thành thần bước đầu tiên cuối cùng thuận lợi hoàn thành Lời này vừa ra, bát phương thất thanh, giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, lão thái giám lúc trước ý đồ ngăn cản hứa thanh lời nói cùng hành động. Hiển nhiên chỉ là một hồi diễn trò mà thôi, tuồng vui này mấu chốt, liền là bị hứa thanh diệt đi thành thần nghi thức. Mà hôm nay toàn bộ cổ hoàng tinh bộc phát, dĩ nhiên nói rõ cái kia ngũ giác tế đàn vỡ tan, chẳng những là nhân hoàng trong kế hoạch, đồng thời còn là một phần của nghi thức thành thần chân chính. Hứa thanh nheo hai mắt lại, lúc trước hắn ra tay mặc dù nhìn như mạo hiểm, nhưng trên thực tế hắn vẫn có loại cảm giác, việc này quá thuận lợi. Bây giờ đi xem, cảm giác của hắn không sai, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn quyết định, chuyện nơi đây, hắn không tham dự, cũng không bình phán. Lấy được tử huyền thượng thanh đăng, đã đủ rồi, hứa thanh lui ra sau một chút, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Mà nhân hoàng nơi đó, xích sắt trên người, còn đang liên tục đứt gãy, từ vẻ mặt của hắn, vẫn không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là bình tĩnh nhìn sắc mặt đại biến thập nhất hoàng tử, nhàn nhạt mở miệng. Còn nữa không, thập nhất hoàng tử sắc mặt tái nhợt, nhìn tất cả những thứ này, trong mắt lộ ra âm trầm chi ý, bên cạnh trấn viêm vương, khàn khàn mở miệng. Ninh Sương, không cần bê, yểu trình như vậy, việc này vốn nằm trong phạm vi dữ liệu của chúng ta. Thập nhất hoàng tử nghe vậy, tất cả dị thường trên mặt đều lập tức biến mất, nở nụ cười tuy là trong phạm vi dự liệu, nhưng ta vẫn rất hy vọng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, bất quá dù sao cũng là nhân hoàng. Ta như thế nào cố ý tâm tình dao động, hắn lại từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, rất là không thú vị. Bất quá cho tới bây giờ, ta cũng không cần đi khoa trương cảm xúc. Thập nhất hoàng tử tiếc nuối mở miệng, hướng nhân hoàng cúi đầu. Phụ hoàng, người muốn xem ta chuẩn bị, như vậy, liền xem tiếp đi. Nói xong, Ninh Viêm đột nhiên giơ tay, vỗ chán, phun ra một ngụ ửng máu tươi. Đồng thời phất tay, 11 cái bình nhỏ trống rỗng mà ra, đều tự vỡ vụn. Bên trong rõ ràng đều chứa máu tươi, phối hợp với ngụm hắn phun ra, tổng cộng 12 đoàn. Trong nháy mắt xuất hiện, huyết mạch hoàng gia dao động, ở trong 12 đoàn máu này, phóng lên tận trời. Những huyết dịch này vừa ra, đại hoàng tử lui về phía sau đến biên giới thiên đàn, tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử cùng với thập hoàng tử đều là sắc mặt biến đổi, bọn hắn ở trong những huyết đoàn này cảm nhận được máu tươi của mình. Không chỉ có là bọn hắn như thế, giờ khắc này không có tiến vào cổ hoàng tinh những kia hoàng tử hoàng nữ, cũng đều có tương tự cảm ứng. Đây là ta những năm này âm thầm thu thập tất cả huynh đệ tỷ muội chi huyết, cũng bao gồm chính ta. Thập nhất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng, "Hôm nay, lấy nhân hoàng con cháu chi huyết, mở khí vận chi tuyền." tránh nhân tộc đại trận, nhiễu hoàng tinh chi hạn, hình thiên địa chi môn. Thập nhất hoàng tử hai tay bấm quyết, vung mạnh lên, lập tức 12 đoàn máu này toàn bộ bay lên không trung. Ở giữa không trung cổ hoàng tinh, hình thành một vòng xoáy huyết sắc thật lớn. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, trong vòng xoáy rõ ràng tản ra lực dẫn, giống như đả thông một cái thông đạo. Đang có khí tức kinh khủng, từ bên trong hàng lâm. chương 2177, thôn thiên tộc, vọng cổ đại lục bên trong không tính là cường tộc chỉ có thể nói là tộc quần ở tầng thứ hai cùng liệt vị cấp độ thứ nhất cường tộc so sánh thôn thiên tộc kém nội tình cũng kém khí vận càng không có thần linh cho nên muốn để cho tộc quần tại vọng cổ đại lục trở thành cường tộc bọn hắn cần càng nhiều cố gắng càng nhiều trả giá giá lại cao hơn mà thôn thiên đại vực cách nhân tộc hoàng đô đại vực rất xa xôi khoảng cách lộ trình coi như là quy hư tu sĩ cũng phải phi hành mấy chục năm. Cho nên cùng nhân tộc chi gian, chưa từng có bất kỳ chiến tranh. Nhưng tộc này không cam lòng như vậy, nhất là ở dưới hùng tài đại lược của thôn thiên hoàng đời này, tộc này đã đạt tới bọn hắn lịch sử đỉnh phong. Thậm chí vị thôn thiên hoàng kia, càng không biết dùng phương thức gì, đột phá huẩn thần cực hạn, trở thành tộc này cách huyền u cổ hoàng thời đại đến nay, vị chúa tể thứ nhất. Thực lực như vậy, để cái này thôn thiên tộc nổi lên dã tâm. Bọn hắn cần thôn vệ một cái thích hợp tộc quần, đến gia tăng tự thân nội tình cùng khí vận, từ đó đạt được tế tự thần linh tư cách, tiến tới có được trở thành cường tộc khả năng. Nhân tộc, từng là cường tộc, đối với thôn thiên mà nói, là mục tiêu hoàn mỹ nhất. Dù sao nếu luận nội tình, nhân tộc tất nhiên là đủ, mà khí vận lại càng như vậy. Chỉ bất quá nhân tộc mặc dù không còn là cường tộc. Nhưng chấp kiểm đại đế tồn tại, cũng có thể kinh sợ bát phương, mặt khác lịch đại nhân hoàng đều là chúa tể, đồng dạng cũng có thể làm cho bọn đạo trích thu hồi lòng tham lam. Vì thế, muốn săn bắn nhân tộc, tại vị kia thôn Thiên Hoàng phán đoán bên trong, cần ẩn nấp mục đích, cần cẩn thận, càng cần. Chờ cơ hội, nhiều năm trước, cơ hội đã đến, chỉ là chưa thành thục, cho đến hôm nay, hắn đang chờ lời hứa. Lúc này, thôn Thiên tộc bên ngoài hoàng cung trên quảng trường thật lớn sừng sững bốn tôn thân ảnh hạo hãn bốn thân ảnh này đều là thân cao trăm trượng khuôn mặt cùng nhân tộc bất đồng chỉ có một con mắt vả lại sinh trưởng ở mi tâm làn da xanh đen thô giáp đồng thời lại ẩn chứa kinh nhân nhục thân chi lực bọn hắn khoác chiến giáp đứng ở nơi đó khi thế kinh người khiến cho thiên địa biến sắc gió nổi mây phun mỗi một cái hai vai đỉnh đầu trong ngoài thân thể đều rõ ràng từng người tồn tại ít nhất 7 cái thế giới. Nhiều nhất hai vị, càng là cửu giới, bốn vị này đều là ẩn thần cao giai chi tu. Bọn hắn là thôn thiên tộc bên trong, mạnh nhất bốn vị thiên vương, thuộc về thôn thiên tộc bên trong quý giá nhất đỉnh phong lực lượng. Giờ phút này ở trên quảng trường này, bọn hắn một đám trầm mặc không nói, ngóng nhìn ở phía trước hoàng cung bên ngoài, sừng sững ở nơi đó một cái càng thêm hạo hãn thân ảnh. Kia là hoàng của bọn hắn, thân ảnh này lớn nhỏ ngàn trượng, cả người khí thế như cầu vồng, tản mát ra khí tức như thần linh chân chính. Hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn màn trời, giống như đang lắng nghe. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, cho đến một lát sau, theo thương khung oanh minh, từng đạo huyết sắc tia chớp xẹt qua, hình thành một cái bao trùm vạn dặm màn trời thật lớn phù văn. Phù văn này lấp lánh, huyết sắc lan tràn, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy bằng bạc âm ẩm chuyển động bên trong, từng trận lực dẫn dắt từ bên trong tản ra. Bao phủ hoàng cung thôn thiên tộc, nhưng trên quảng trường cái kia bốn vị thiên vương, vẫn như cũ không nhúc nhích. Cho đến khi, ở trong vô số tia chớp huyết sắc kia, có một đạo lôi đình màu bạc, cắt ngang phía chân trời, thẳng đến thân ảnh ngàn trượng kia mà đi, sau khi đi vào mi tâm, vị này thôn thiên tộc trì hoàng, mới khẽ nhả khí tức. Khí tức phá mở hư vô, toái diệt một phiên hư không bọn hắn hứa hẹn, chư vị, vì tương lai tộc quần, mời các ngươi đi nhân tộc một chuyên. Thôn Thiên Hoàng bình tĩnh mở miệng, trên quảng trường cái kia bốn vị thiên vương, chiến ý trên người trong nháy mắt bốc lên, không ai nói chuyện, từng người thoáng một cái dưới, hóa thành bốn đạo phảng phất có thể xé rách thiên địa cầu vòng, thắng đến phía trên huyết sắc vòng xoáy. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh này ở trong vòng xoáy biến mất, truyền tống ba động khuếch tán thiên địa lúc, vị thôn thiên hoàng kia vẫn như cũ nhìn huyết sắc màn trời nhẹ giọng lẩm bẩm chỉ cần bọn hắn cho lời hứa đầy đủ cho dù cái này cái cơ hội là trở thành một cây đao muốn trước hành thích nhập vào nhưng có thể tiếp nhận dù sao cho cái này cam kết là bọn hắn thôn thiên hoàng cười cười ánh mắt như cũ rừng ở trên màn trời giống như có thể xuyên thấu mây mù nhìn xa hơn càng xa cùng lúc đó nhân tộc hoàng đô đại vực trên cổ hoàng tinh theo 12 đoàn máu trước mặt thập nhất hoàng tử bay lên không trung, vòng xoáy huyết sắc ở trên màn trời cấp tốc chuyển động. Thanh thế to lớn đồng thời, khí tức dị tộc cũng bộc phát ra. Khí tức này, để cho tất cả mọi người xa lạ, mà bên trong ẩn chứa khủng bố cùng cường hãn, cũng đồng dạng để cho tất cả mọi người cảm giác, nhau nhau tâm thần chấn động. Cho đến một cái chớp mắt tiếp theo, một thân ảnh trăm trượng mặc áo giáp từ trong vòng xoáy vọt ra, theo anh Minh quanh quẩn, thân ảnh này trực tiếp phá vỡ thiên địa, xuất hiện ở cổ hoàng tinh bên trên. Hàng lâm một khắc, càn khôn chấn động, nhân tộc khí vận cũng đều kịch liệt bốc lên. Mà cự nhận trăm trượng kia, mi tâm chi nhãn đảo qua bát phương, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, trong vòng xoáy huyết sắc vang lên tiếng nổ, đạo thứ hai, đạo thứ ba, cho đến đạo thân ảnh thứ tư, đồng thời hạ xuống. Mỗi người đều là trăm trượng, đều mặc áo giáp, đều là khí tức hung sát kinh thiên động địa bọn hắn chính là thôn thiên tộc tứ đại thiên vương. Vô số hấp khí thanh âm, tại cổ hoàng tỉnh bên ngoài khó có thể khắc chế khuếch tán ra. Đây là bộ tộc nào? Quần thần cửu giới, coi như là cổ hoàng tỉnh bên trong mọi người, cũng là gọn sóng bốc lên, mặc dù là nhân hoàng tại thành thần, nhưng... Tại dị tộc đến về sau, cái khác đều không trọng yếu. Từng đạo khí tức, ẩm vang bộc phát, tỏa định người đen. Lão thái giám phía sau nhân hoàng, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, mà thập nhất hoàng tử giờ phút này thanh âm quanh quẩn, người đến tuân theo ước định, chém giết nhân hoàng này bốn vị thôn thiên tộc thiên vương nghe vậy, không có bất kỳ chần chờ, bọn hắn tối đây trước đó liền có quyết tâm, giờ phút này từng người tu vi vận chuyển khí tức kinh thiên, hướng về bị xích sắt trói buộc nhân hoàng nơi đó cất bước mà đi, mà lão thái giám sắc mặt âm trầm, nhanh chóng lao ra ý đồ ngăn cản đồng thời bên người hứa thanh không ít thiên vương cũng đều từng cái phóng lên trời trong chớp mắt tiếp theo tiếng oanh minh ở trên màn trời của cổ hoàng tinh vang lên bát phương trong khoảng thời gian ngắn thương khung mơ hồ bên trong hung hiểm kịch liệt vả lại những thiên vương này giao thủ hỗn loạn hư vô đánh nát thời quang khiến cho cổ hoàng tinh dâng lên thành thần khí tức cũng đều chấn động lên hứa thanh đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng chuyện này đến nơi này đã không phải nhân tộc nội bộ ở giữa vấn đề, mà là dị tộc xâm lấn. Ngay sau đó, trên bầu trời oanh minh bên trong, thập nhất hoàng tử nơi đó, nhìn giờ phút này cư nhiên vẫn là thần sắc bình tĩnh nhân hoàng, lấy ra một vật, cười mở miệng. Phụ hoàng, cái này mai thự quang chi dương, người hẳn là nhận ra, nghĩ đến cũng biết là ở chỗ của ta. Vật cầm trong tay của hắn, chính là năm đó mất trộm viên kia thự quang chi dương. Ta rất tò mò, Người đã biết Thự Quang Chi Dương là ta lấy đi, như vậy hôm nay lại có cái gì đối với vật này chuẩn bị đây? Trong mắt thập nhất hoàng tử hiện lên một tia tàn nhẫn, giơ tay vung lên, đem Thự Quang Chi Dương trong tay hướng về chỗ sâu của cổ hoàng tinh. Bỗng nhiên ném đi, Thự Quang Chi Dương lập tức tán ra mãnh liệt ánh sáng chói mắt, như một cái thái dương, ầm vang bộc phát. Chương 2178. Cơ hồ trong nháy mắt Thự Quang Chi Dương bị thập nhất hoàng tử lấy ra hứa thanh đã cấp tốc rút lui càng giơ tay lấy đế thi ra mặc dù nhị nghiêu không ở chỗ này cần hai người cùng nhau mới có thể điều khiển đế thi hứa thanh một mình khó có thể lay động có thể dung nhập bên trong dùng để phòng hộ tự nhiên là có thể mà sự tình lúc này đây hứa thanh kỳ thật không có nói cho nhị nghiêu biết hắn rất rõ ràng việc này liên quan đến nhân hoàng liên quan đến tử thanh thái tử nước trong này quá sâu có một số việc Tính cách của hắn cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn một người đối mặt. Mà đối với như thế nào đối mặt Thự Quang Chi Dương bộc phát, hứa thanh là có kinh nghiệm. Hắn cũng nhìn ra một ít manh mối, Thự Quang Chi Dương này, cùng hắn Viễn Cổ Thái Dương mặc dù nguyên lý tương tự, nhưng chi tiết chỗ không giống nhau. Chuẩn xác mà nói, hắn đã từng có cái kia một quả, là Viễn Cổ Thái Dương phối hợp xích mẫu huyết nhục sau hỗn hợp mà thành. Dựa vào chính là nội bộ không ổn định từ đó va chạm ra khủng bố kinh thế chi huy. Mà tự quang chi dương của nhân tộc cũng không phải như vậy. Nó là một cỗ ổn định lực lượng, mặc dù chưa nói tới đại lượng sản xuất, nhưng tại nhân tộc hệ thống dưới vẫn có thể trật tự hình thành. Cũng chỉ có như vậy mới có thể coi là nhất tộc vực bảo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vật liệu đầy đủ, cho nên cái này một quả tự quang chỉ dương bộc phát. Tạo thành trói mắt chỉ quang, làm cho người ta cảm giác không phải hoảng sợ, mà là mặt trời mới mọc. Giống như mặt trời đầu tiên xé rách đêm tối, trong nháy mắt thiêu đốt âm u của thế giới, bay lên không trung, Đem ánh sáng mang đến trời đất, Trấn áp tất cả bóng tối. Chỉ có điều, khi nó nắn giữ ở trong tay thập nhất hoàng tử về sau, bị định nghĩa là hắc ám một phương, thành nhân tộc, thành cổ hoàng tình. Vì thế trong chóp mắt tiếp theo, theo vô tận ánh sáng cùng nhiệt độ. Hướng về bát phương như bão táp như sóng giận hạo hãn khuếch tán lúc, toàn bộ cổ hoàng tĩnh kịch liệt chấn động. Phảng phất thật sự có một vầng mặt trời mọc lên trong cổ hoàng tinh. Thậm chí muốn thay thế cổ hoàng tinh, trở thành vọng cổ bên trong chân chính Thái Dương, mà tại này cự ly gần uy lực dưới, cổ hoàng tỉnh thành thần nghỉ thức tạo thành thần hỏa, cũng đều kịch liệt lay động lên. Ba động khủng bố, khí tức hủy diệt, trong chớp mắt này, hóa thành tận thế. Hàng lâm thế gian, trong cổ hoàng tinh, tất cả tu sĩ nhân tộc đều biến sắc nguy cơ sinh tử trong tâm thần ầm ầm bộc phát, cảm giác hoảng sợ mãnh liệt tràn ngập thể xác và tinh thần. Duy trừ có, giữa không trung cùng nhân tộc thiên vương giao chiến cái kia bốn vị thôn thiên tộc thiên vương, vẻ mặt của bọn hắn không có bất kỳ biến hóa. Từ bước vào vòng xoáy huyết sắc, hàng lâm nhân tộc một khắc kia, bọn hắn kỳ thật đáy lòng đã biết sứ mệnh. Vì tộc quần, vì lời hứa kia, bọn hắn hiểu mình là một thanh đao đâm vào nhân tộc. Mà đao sứ mệnh, loại trừ chém giết bên ngoài, còn có tự hủy. Cho nên, ở trong tộc quần lưu lại phục sinh bố trí về sau, bọn hắn đã làm tốt đem thân thể cùng tu vi tự bạo chuẩn bị. Giờ phút này, thự quang chi dương bộc phát, đối với bọn hắn mà nói, chính là tín hiệu. Vì thế này bốn vị thôn thiên tộc thiên vương, lẫn nhau nhìn sau, trong mắt đều lộ ra quyết đoán, không chút do dự tại cái chớp mắt này. Mỗi người trong cơ thể tản ra khí tức hủy diệt, một cái thự quang chỉ dương, cộng thêm bốn vị thiên vương tự bạo, dùng cái này đến hóa thành đao chân chính. Trong chớp mắt này, toàn bộ cổ hoàng tỉnh lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Sinh tử, chỉ ở sát na, mà nhân tộc hoàng đô bên ngoài cổ hoàng tinh, cũng là nội tâm cuồn cuộn ngập trời, tất cả tu sĩ đều tâm thần tại một sát na này, gọn sóng vạn trượng. Nhân tộc trận pháp càng là mãnh liệt lóng lánh, ý đồ trấn áp, nhưng, vô sự vô bổ, trừ phi là có cảm cường đại lực lượng, có thể không nhìn thự quang chỉ dương nếu không trận này tế tổ thịnh điển tiến hành đến bây giờ đem vẽ lên dấu chấm tròn mà kết cục như vậy đối với nhân tộc mà nói chính là tận thế chân chính vì thế có người theo bản năng nhìn về phía pho tượng chấp kiếm đại đế do khắc này tựa hồ chỉ có chấp kiếm đại đế cuối cùng một kiếm kia mới có thể hóa giải hết thay mới có thể giải quyết tất cả chỉ là đại đế trầm mặc hứa thanh trong lòng than nhẹ chỉ là hắn đến bây giờ vẫn cảm thấy chuyện hôm nay vẫn tồn tại gợn sóng. Bởi vì tử thanh thái tử còn không có xuất hiện. Bởi vì nhân hoàng từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh. Mà cổ hoàng tinh bên trong hủy diệt chi huy đã kinh thiên mà lên. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng động, hắn mặt không chút thay đổi, bình tĩnh giơ tay phải lên. Trên người khí vận xích sắt theo giơ tay động tác này, trong phút chốc lại đứt gãy không ít, mà hắn giơ lên tay phải, hướng phía dưới hơi hơi áp. Một bàn tay khổng lồ, tại một sát na này thay thế cổ hoàng tinh thiên, bao phủ cổ hoàng tinh đại địa. Xuất hiện trên cổ hoàng tinh, trong nháy mắt, gió lốc nhấc lên, càn khôn thất sắc, hạo hãn chỉ ý phủ xuống. Che đậy bầu trời đồng thời cũng tản ra uy lực khủng bố siêu việt quần thần. Chấn động bát phương, sau đó, hướng phía dưới nhẹ nhàng ấn một cái. Hư vô vỡ vụn, thiên địa oanh minh, cái kia bị vây trong tự bạo bốn vị thôn thiên tộc thiên vương, thân thể bọn hắn trọt run lên, một cỗ để cho bọn hắn run rẩy lực lượng hàng lâm, trực tiếp bao phủ tại bốn vị này trên người, hình thành không thể tưởng tượng nổi đè ép. Ở trong tiếng kêu rên của bọn hắn, sinh sinh đem khí tức bọn hắn tản ra ngoài tự bạo, áp trở lại trong cơ thể. Càng là tại này cự lực bên dưới, này bốn vị thiên vương phun ra máu tươi. Thân thể run giấy, bị này vô hình lực trấn áp, rơi xuống đại địa đại địa oanh minh, bốn vị thân thể này bị đè ở nơi đó, không cách nào dãy rua. Cho dù là đại thế giới của bọn hắn, cũng là như vậy. Dưới sức mạnh tuyệt đối, tất cả phản kháng đều không có ý nghĩa. Không chỉ có bọn hắn như thế, trong chớp mắt tiếp theo, thự quang chi dương đang bộc phát nổ kia, trong chấn động tương tự, tất cả ánh sáng cùng nhiệt tỏa ra đều trực tiếp cuộn lại. Bị mạnh mẽ ấn trở về, cho đến một lần nữa trở thành một quả thự quang chi dương duy chỉ có vết nứt tràn ngập, từ ổn định lúc trước biến thành không ổn định. Sau đó, biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện lúc, ở giữa không trung, trên người còn có một nửa xích sắt buộc chặt, chỉ là giơ tay lên nhân hoàng trong tay. Thương khung yên tĩnh, thiên địa tĩnh mịch, vô số ánh mắt, tại một sát na này, bản năng hội tụ ở nhân hoàng trên người. Trong ánh mắt này có hoảng sợ, có dại ra, có không cách nào tin, cũng có hoảng sợ. Nhân hoàng là nhân tộc bây giờ duy nhất chúa tể, chuyện này nơi đây mọi người tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là nhân hoàng kế vị cái này hơn 3.000 năm đến, hắn chưa bao giờ xuất thủ qua. Đến mức mọi người đối với chúa tế chiên lực, chỉ dừng lại ở cổ tịch đơn giản trong miêu tả. Dù sao, nơi này cơ hồ toàn bộ tu sĩ, đời này đều chưa từng gặp qua vị chúa tể thứ hai. Hơn nữa thần linh tồn tại, vì thế chúa tế cảnh giới này để cho người bản năng sẽ có chỗ xem thường. Cho đến giờ phút này, Chúa Tế, đây chính là Chúa Tể chi lực, quần thần ở trước mặt hắn, giống như con kiến hôi. Chúa Tể đều như thế, như vậy thần linh chẳng phải là. Tiếng hít vào, từ bát phương truyền ra, hứa thanh mắt lộ u mang, ngóng nhìn nhân hoàng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng ra tay. Mặc dù xa xa không bằng lý tự hóa, nhưng đích thật là chúa tể chiến lực. Hứa thanh đáy lòng thì thào, mà giờ phút này nhân hoàng, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, nắm thử quang chi dương, ánh mắt rơi vào thần sắc âm trầm thập nhất hoàng tử trên người. Tiểu thập nhất, còn nữa không? Nhân hoàng thản nhiên mở miệng, hắn còn hay không ta không biết được, nhưng ta có. Một cái âm lãnh thanh âm, tại nhân hoàng sau lưng thiên đàn biên giới, bỗng nhiên truyền ra. Trong phút chốc, từng đạo ánh mắt, nhao nhao rơi vào trên người người mở miệng. Trong những ánh mắt này phần lớn ẩn chứa ý tứ, bởi vì người nói chuyện, không phải thập nhất hoàng tử mà là cùng đại hoàng tử cùng với bốn năm hoàng tử đứng chung một chỗ thập hoàng tử vị này trước khi lâm tế tổ bị đột nhiên gia nhập tiến vào thập hoàng tử hắn trước đó vẫn luôn là một bộ hoảng sợ biểu tình giống như đối với phát sinh ở chỗ này tất cả sự tình đều là không cách nào tin bộ dáng nhưng bây giờ vẻ mặt của hắn trước nay chưa từng có bình tĩnh trong lời nói ánh mắt của hắn cùng nhân hoàng quay đầu nhìn nhau nhân hoàng không có ngoài ý muốn ngươi cuối cùng vẫn quyết định cùng bản hoàng đánh một trận sao ngươi vốn có thể có lựa chọn khác thập hoàng tử trầm mặc sau hai hơi thở thản nhiên mở miệng ngươi đột nhiên để cho ta ký thân vị này hoàng tử gia nhập tế tổ không cũng là vì để cho ta đi tới đánh với ngươi một trận sao mà ta đích xác có lựa chọn khác nhưng bọn hắn cho hứa hẹn làm cho ta không có lựa chọn khác đã như thế vậy liền theo bọn hắn ý nguyện đến trước thăm dò chiến lực của ngươi. Thập hoàng tử nói xong, thân thể mơ hồ, trong chóp mắt tiếp theo biểu tình vạn vẹo, một cỗ khí tức kinh thiên động địa, ở trên người hắn khôi phục, ầm ầm bộc phát. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, khí tức này khuấy động phong vân, khiến cho cổ hoàng tỉnh oanh minh, ngoại giới đồng dạng như vậy. Dưới hơi thở này, quy khư run rẩy, quần thần cũng đều đè nén, bởi vì kia là... Chấm chấm, chúa tể khí tức, Cùng vừa rồi nhân hoàng chỗ hiện ra chi lực, tương xứng chỉ uy. Mà biểu tình của thập hoàng tử, sau mấy hơi thở cũng an bình lại, khuôn mặt thay đổi, thay đổi một bộ dáng. Mi tâm độc ngục, da tím đen, cùng lúc trước xuất hiện bốn vị thôn thiên tộc, giống nhau như đúc. Nhân hoàng, thập hoàng tử chậm rãi mở miệng, thôn thiên hoàng, nhân hoàng bình tĩnh, hai cỗ chúa tể khí tức, giờ khắc này tại thương khung va chạm, xé rách hư không, rung động càn khôn mắt thấy hết sức căng thẳng, nhưng đúng lúc này trong mắt thập nhất hoàng tử đột nhiên lộ ra u mang, đưa tay lấy ra một bình nhỏ màu bạc. Phụ hoàng, ngươi cùng thôn thiên hoàng trận chiến này, thập nhất vì ngươi thêm chút đồ vật, nghĩ đến sẽ càng hoàn mỹ. Ngươi kế vị về sau, mặc dù không có ra tay, nhưng ở kế vị trước, từng cùng dị tộc từng có nhiều lần sinh tử chỉ chiến, mà ta nơi này những năm. Này, hao phí vô cùng đại giới, thiên tân vạn khổ, cuối cùng thu thập được một giọt phụ hoàng máu tươi của ngươi. Lấy máu này, hình thành mệnh nguyên rùa. Trong lúc nói chuyện, một tay bóp nát bình bạc trong tay. Ngân bình chia năm xẻ bảy thành đại lượng mảnh nhỏ, bên trong một giọt máu tươi hiển lộ ra. Máu này vừa ra, huyết mạch hoàng gia nhân tộc nồng đậm, ngập trời mà lên. Mọi người cảm ứng xong, sắc mặt đều biến đổi. Kia đích thật là nhân hoàng chỉ huyết, mà mảnh vỡ bình bạc vỡ nát kia, giờ phút này không có rơi là tả, mà là vòn quanh bốn phía máu tươi, trong lúc cấp tốc chuyển động. Biến ảo ra từng con giỏi bọ màu bạc, phát ra âm thanh thê lương, xông vào trong máu tươi. Sau khi điên cuồng thôn phê, lại biến ảo thành một con rết giữ tọn, một ngự ủng nuốt giỏi bọ. Tiếp theo đuôi con rết nhoáng lên, trở thành bộ xương khô âm trầm, há to miệng nuốt con rết vào. Sau đó bộ xương sụp đổ, bên trong chui ra một tiểu nhân màu đen, toàn thân tản ra khí tức thần linh, hướng về bộ xương sụp đổ, phun ra một mảnh xương mù màu đen, xương mù này bao phủ bộ xương. Tiếp theo tiểu nhân cả người thiêu đốt, lại cũng một đầu chui vào. Trong nháy mắt, hắc vụ kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một giọt máu đen, hủ bại, mượt hôi thối. ở trên máu đen này, đặc biệt mãnh liệt, càng là mơ hồ có thể thấy được, này màu đen máu tươi bên trong, lại tồn tại một đạo mơ hồ thân ảnh, xem ra bộ dáng chính là nhân hoàng, nồng đậm nguyên rủa chi ý bên trong hình thành. Đây không phải đơn giản nguyên rùa. Hứa thanh hai mắt ngưng tụ, nhìn ra đây là một loại thần nguyên kinh khủng. Thập nhất hoàng tử trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn nhân hoàng, nhẹ giọng mở miệng. Phụ hoàng, ta còn có hai phần lễ vật muốn tặng cho người. Đây là thứ nhất, nếu người có thể kiên trì, liền có thể nhìn thấy phần lễ vật cuối cùng của ta. Nhưng ta nghĩ, tại cái này thần rùa bên dưới, đối mặt đồng cảnh thôn thiên hoàng, phụ hoàng đại nhân ngài sinh cơ, nhưng là không nhiều lắm. thập nhất nói xong, tay phải em mở lặng bấm quyết, chỉ về phía máu tươi màu đen. nhất thời máu tươi màu đen trong nháy mắt thiêu đốt. ngay sau đó, giọt máu tươi này bên trong nhân hoàng thân ảnh lập tức vặn vẹo lên, còn có thống khổ thê lương chỉ âm quanh quẩn bên trong. cuối cùng hóa thành một cái vận mệnh chi tuyến, nháy mắt bay về phía bị xích sắt trói buộc nhân hoàng nơi đó, trực tiếp hòa nhập vào cơ thể hắn. nhưng trong nháy mắt tiếp theo tuyên vận mệnh này lại từ mi tâm nhân hoàng bay ra. Phảng phát, tìm không thấy mục tiêu. Sau đó, ở giữa không trung lại tìm kiếm một phen nhưng thẳng đến chỗ sâu trong cổ hoàng tình. Nguyên rủa thành công. Nhưng tất cả tu sĩ nhìn thấy một màn này, lại toàn bộ đều ở cái chớp mắt này, nội tâm nhấc lên cho đến nay, lớn nhất bão táp. Hứa thanh cũng là xứng sờ, tâm thần oanh minh, bởi vì một cái không thể tưởng tượng nổi, thậm chí siêu việt lạ thường, vượt qua nhận thức, cơ hồ không có khả năng xuất hiện suy đoán. Ở trong lòng mọi người, bản năng hiện ra, thập nhất hoàng tử, càng là biểu tình triệt triệt để để đại biến, mặc dù hắn trước kia rất nhiều biểu tình đều là cố ý, nhưng cái chớp mắt này, chân thật vô cùng. Hắn như bị thiên lôi oanh kích, thân thể run rẩy bản năng lùi lại vài bước, trong ánh mắt mang theo không dám tin, thậm chí còn có một loại cảm giác hoang đường ở nội tâm như bão táp gào thét. Ngươi, ngươi, ngươi tự đứng ở nơi đó. Lời nguyên này là khóa chặt vận mệnh, nhưng nó làm sao sẽ đi phương hướng khác? Chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì có thể thay đổi vận mệnh chi tuyến? Lại hoặc là ngươi không có khả năng, hắn cuối cùng vẫn là không thể tin được chính mình tâm bên trong cái kia hoang đường cảm giác. Mà nhân hoàng từ đầu đến cuối cũng không nhìn thập nhất hoàng tử, giờ phút này nhìn vẻ mặt ngưng trọng của thôn thiên hoàng, thản nhiên mở miệng. Tiểu hai tử tính tình có chút lón, làm cho ngươi chê cười bất quá hôm nay nháo kịch cũng hoàn toàn chính xác nên kết thúc bọn hắn nếu để cho ngươi tới thăm dò chiến lược chân chính của bổn hoàng như vậy liền để cho ngươi cùng với bọn hắn nhìn một chút thanh âm bình tĩnh của nhân hoàng phập phồng xích sắt khí vận quấn quanh người hắn từng cái đứt gãy mỗi đứt gãy một cây khí tức liền tăng vọt vài phần trong chớp mắt thiên địa oanh minh gió lón thổi tói một cỗ uy áp vô cùng khủng bố ở trên người hắn kinh thế mà lên bản hoàn thành đạo tới nay, chưa từng tại thế nhân trước mặt xuất thủ, hôm nay, thôn thiên đạo hữu ngươi lại thấy rõ, ta chỉ xuất thủ một lần. Câu nói cuối cùng này nói xong, trên người nhân hoàng một sợi xích sắc cuối cùng, cũng chợt gãy ra. Một cổ khí tức so với lúc trước càng hạo hãn ở trên người hắn phóng lên cao. Giờ khắc này, cổ hoàng tinh oanh động, hoàng đô oanh động, đại vực oanh động. Nhân hoàng, giơ tay phải lên, cùng lúc trước trấn áp thử quan chi dương giống nhau, nhưng lần này, bàn tay hiện lên, không phải ở màn trời của cổ hoàng tinh, mà là ở bên ngoài cổ hoàng tinh. Bầu trời hoàng đô nhân tộc trong nháy mắt tối đen. Một bàn tay to không nhìn thấy điểm cuối, bao trùm bầu trời, lấy khí thế hạo hạn khó có thể hình dung, rơi xuống. Hư vô sụp đổ, bầu trời vỡ vụn thành mảnh, đại địa rung rẩy dãy núi bị nghiền ép. Một màn này, một tay che trời. Thần linh, cũng không gì hơn cái này theo rơi xuống, bàn tay to này lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, tại vô cùng áp bách rơi vào thế gian một khắc, nó rơi vào cổ hoàng tinh bên trên. Một tay, lại đem cổ hoàng tĩnh bắt ở trong lòng bàn tay. Bóp một cái, toàn bộ cổ hoàng tĩnh oanh minh, bên trong tất cả mọi người. Đều có loại trời đất quay cùng cảm giác. Thông thiên hoàng thần sắc, càng là hải nhiên. Hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo không cách nào tin, thân thể mãnh liệt rút lui khuôn mặt xuất hiện bóng dáng mơ hồ giống như muốn rời khỏi thân thể này càng có truyền tổng chỉ ý ở bên trong dân lên hắn lại trước tiên liền muốn chạy trốn nhưng hiển nhiên đã chậm cái kia cẩm cổ hoàng tỉnh hào hãn đại thủ xuyên thấu tỉnh thần không có thương tổn bất luận kẻ nào duy chỉ có ở thôn thiên hoàng trước mặt như thiên địa quét ngang mà qua trẫm tiễn ngươi một đoạn đường oanh một đạo thân ảnh hư ảo từ trong cơ thể thập hoàng tử bị sinh sinh oanh ra hóa thành thôn thiên hoàng bộ dáng không ngừng sụp đổ không ngừng hình thành lại không ngừng đảo cuốn như thế tuần hoàng cuối cùng liên tục sụp đổ ít nhất ngàn lần sau thôn thiên hoàng hồn ảnh triệt để nát diệt hôm nay diệt ngươi phân hồn trong vòng nửa tháng nếu không đưa tới vực bảo của tộc ngươi trẫm sẽ xé rách hư vô thân hàng tộc của ngươi nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng này nhất khắc Bá khí thao thiên. Nhân tộc lặng nhắc như tờ, tất cả mọi người tâm thần đều lâm vào trống rỗng trước nay chưa từng có. Nhân Hoàng Cường, bọn hắn biết, nhưng mạnh đến mức có thể trấn áp một cái chúa tể khác, cũng có chút làm cho người ta hoảng sợ. Lại cái này trấn áp, hoàn toàn liền là nghiền ép. Mà Hứa Thanh nơi đó, giờ phút này cũng là trong lòng rung động, hắn gặp qua cái khác chúa tể. Lý Tự Hóa chính là chúa tể chú tể cũng phân cấp độ tiền trung hậu cùng đỉnh phong chiến lực nhất định cách biệt rất lớn cái tay này cho ta cảm giác cùng lúc trước lý tự hóa tự hồ cũng đều không kém bao nhiêu nhân hoàng chăng lẽ là chú tế đỉnh phong hứa thanh trong lòng thì thào một cổ cảm giác không chân thật ở trong lòng mãnh liệt dâng lên dựa theo nhận thức của hắn chú tế cảnh giới này ở vòng cổ đại lục hôm nay là cần huyết mạch cùng với khí vận mới có một tia cơ hội tấn thăng. Nhưng cũng chỉ là sơ kỳ thôi. Về phẫn đỉnh phong, tại vòng cổ đại lục từng cái cường tộc chú ý xuống, cơ hồ là không tồn tại. Cho nên ngày đó viêm nguyệt huyền thiên tộc nhật nguyệt tỉnh tam thần trong quá trình tấn thăng, xuất hiện một vị chú tế đỉnh phong hộ đạo giả sau, tại vòng cổ các tộc, đưa tới thật lớn gọn sống. Tiếp theo điều tra, Thủy chung tiến hành, vô luận là cường tộc hay là khắp nơi thần linh, đều muốn biết vì kia có thể che đậy toàn tri chúa tế đỉnh phong đến cùng là ai bởi vì trong hệ thống tu sĩ hiện giờ chúa tế đều là thư thót nếu là tới đỉnh phong như vậy khắp noi thần linh tất không cho phép chẳng lẽ hứa thanh mãnh liệt nhìn về phía nhân hoàng mà giờ phút này đứng ở giữa không trung nhân hoàng từng bước một đi xuống cuối cùng đứng ở trên thiên đàng cũng chính là vị trí tế tộc lúc trước của hắn ở nơi đó, hắn xoay người, ánh mắt rơi vào thất hồn lạc phách thập nhất hoàng tử trên người, giống như lúc ban đầu. Tiểu thập nhất, còn nữa không? Chương 2179, câu nói này, tại hôm nay, theo nhân hoàng trong miệng đã nói ra mấy lần, mỗi một lần, đều để cho thập nhất hoàng tử tâm trầm thấp vài phần, cho đến bây giờ, tâm của hắn không cách nào khống chế rơi xuống vạn trượng. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể bản năng lùi lại mấy bước, thân thể run rẩy, trong mắt mang theo mờ mịt, càng không cách nào tin. Mà nhân hoàng vẫn bình tĩnh như trước, vẫn như cũ thong dong, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc cho thập nhất hoàng tử nơi này xuất thủ như thế nào, bày ra cái dạng gì át chủ bài, xuất ra đòn sát thủ gì, hết thảy hết thảy, phảng phất đối với nhân hoàng mà nói, chỉ là một chàng nháo kịch cho nên nhân hoàng tử vừa mới bắt đầu tự chưa từng để cho người chấn áp thập nhất hoàng tử tùy ý đối phương làm ầm ĩ hiển nhiên trong lòng hắn tất cả chỉ là tiểu hài tử nổi giận trước mặt gia trưởng mà thôi nếu như gia trưởng không thèm để ý như vậy nháo thì nháo đi khóc một cái oán khí cũng sẽ không còn khi đó vẫn là một đứa bé ngoan nhưng nếu gia trưởng không vui như vậy tiểu hài tử tránh không được phải chịu một bữa đau khổ bị gia trưởng giáo huấn một phen sau khi dạy dỗ xong, hài tử biết sợ, vẫn là tiểu hài tử ngoan. Về phần tiểu hài tử triệu hoán tới kẻ thù bên ngoài, cũng không có gì, vốn chính là câu cá, vô luận câu được bao nhiêu, đều một bàn tay đánh xuống là được. Thái độ như vậy, ánh mắt như vậy, tạo thành một cỗ tuyệt vọng khiến thập nhất hoàng tử hít thở không thông. Hắn cảm thấy hô hấp không thông, ngực tắc nghẽn đến cực điểm, mà trái tim vốn kiên định, cũng đều xuất hiện vỡ vụn, một loại không cách nào hình dung cảm giác vô lực, cũng không khỏi từ này vỡ vụn trong lòng nảy sinh, thổi quét toàn thân, cuối cùng hóa thành một ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn phun ra. Sao có thể như thế? Ngươi làm sao có thể là chúa tế đỉnh phong? Nguyên rùa sao lại mất đi hiệu lực? Thập nhất hoàng tử thất hồn lạc phách, hai mắt tràn ngập tơ máu, thân thể run rợi ấy kịch liệt. Tất cả sự chuẩn bị của hắn, ở trước mặt đối phương, bé nhỏ không đáng kể hắn không tiếc trả giá cùng dị tộc hợp tác, ở trong tay đối phương, một trưởng mà diệt. Hắn một loạt vật, từ oán đồ bắt đầu cho đến nguyền rủa chi huyết, toàn bộ đều thành đồ chơi. Nhân hoàng, tự đứng ở nơi đó, như một tòa trèo chống thiên địa sơn, hắn nếu không ngã, như vậy nhân tộc thiên địa cũng sẽ không sụp đổ. Loại cảm giác này, vô cùng mãnh liệt, không chỉ ở trong lòng thập nhất hoàng tử hiện lên, mà còn ở trong lòng quần thần bốn phía cùng với hoàng đô bách tính, Mãnh liệt dâng lên. Nhưng thập nhất hoàng tử như cũ vẫn không cam lòng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Nhân hoàng, dưới ánh mắt bình tĩnh của Nhân hoàng, trái tim hắn ngược lại như có liệt hỏa đang thiêu đốt, cuối cùng hỏa diễm quanh một cái bộc phát toàn thân. Tràn ngập trong đầu, tay phải của hắn mạnh mẽ nâng lên, vung lên phía trước. Nhất thời một bức tranh cổ xưa, ở trước mặt trống rỗng mà ra. Trong bức tranh vẽ lấy một cái nữ tử Nữ tử này mặc váy dài màu lam đơn giản, rất thanh lịch, trên tóc cũng không có vật trang trí gì, Tướng Mạo thanh tú, mặt mày ẩn chứa giảo hoạt, khóe miệng nhếch lên, trong nụ cười lộ ra một ít vui đùa chỉ ý, từ Tướng Mạo mà xem, nàng không phải tuyệt mỹ, so với nàng đẹp mắt người quá nhiều. Nhưng không thể không nói, đây là một cái rất có cá tính chỉ nữ, trong mắt giống như có ánh sáng, xuyên thấu qua bức họa có thể cảm nhận được, nàng tính cách hoạt bát chính là treo ở ninh viêm phủ đệ bộ kia miêu tả thập nhất hoàng tử cùng ninh viêm mẫu thân chỉ họa bức họa này không biết xuất phát từ tay người nào rất là sinh động thậm chí vật phản chiếu trong con ngươi cũng đều có miêu tả mặc dù có chút mơ hồ thấy không rõ ràng nhưng từ hình dáng đi xem bức họa kia trong con ngươi tựa hồ phản chiếu một tòa tế đàn nhìn bức tranh hứa thành đáy lòng than nhẹ hắn nhớ tới ngày đó ninh viêm ở trước bức tranh khóc lóc bộ dáng Giờ phút này lại nhìn bức tranh, trong lòng hứa thanh có chút cảm khái đồng thời, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào trong con người của người bên trong bức tranh, bên trong mơ hồ phản chiếu hình dáng tế đàn, làm cho hắn có chút quen thuộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hứa thanh con người co rụt lại. Tế đàn kia là ngũ giác, lại cùng lúc trước bị hắn toái diệt tế đàn, tựa hồ. Cực kỳ tương tự, một màn này làm cho hứa thanh tâm thần chấn động, huyền chiến, thập nhất hoàng tử gầm nhẹ thần sắc vạn vẹo, cả người đến lúc này dĩ nhiên là triệt để bất chấp, căm tức nhân hoàng. Nhân hoàng trầm mặc, ánh mắt từ trên người thập nhất hoàng tử rời đi, nhìn về phía bức tranh kia, ngóng nhìn nữ tử trong tranh, vẻ mặt của hắn có một chút gợn sóng. Trong mắt nhiều hơn một chút hồi ức, huyền chiến, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi, cuối cùng một phần lễ vật. Thập nhất hoàng tử thanh âm giống như lưỡi dao sắc bén, muốn phá vỡ thiên địa. Ta hôm nay tất cả hành vi, không tiếc liên hợp ngoại tộc không tiếc bất cứ giá nào vì chính là vì mẫu thân báo thù ta mặc kệ cái gì tộc quần mặc kệ cái gì đại nghĩa ta cũng không cần hoàng tử thân phận này ta biết hành vi của ta sẽ bị vô số người phỉ nhủ oán hận nhưng ta bất chấp những thứ kia thiên băng địa liệt cũng được tộc quần diệt tuyệt cũng được liên quan gì đến ta từ đầu đến cuối ta chỉ muốn là một kiện sự tình đó chính là đem người chém giết thập nhất hoàng tử thanh âm thê lương huyết tinh chi ý cũng vào giờ khắc này ngập trời mà lên. Hôm nay ở chỗ này, Ninh Sương ta còn muốn hỏi quần thần nhân tộc một chút. Thự quang chỉ dương, các ngươi đều biết là kính vân nhân hoàng đưa ra khái niệm. Nhưng mây vạn năm qua, Thủy Trung không có bị nghiên cứu chế tạo ra, tiến triển đều chậm chạp. Là mẫu thân ta, dựa vào tuyệt luân thiên tư, lấy phàm tục thân thể, đem bên trong hết thảy vận chuyển, đều cấu trúc đi ra. Là mẫu thân ta, không tiếc hao phí thọ nguyên sinh cơ vì nhân tộc vì nhân hoàng vì các ngươi đem thự quang chỉ dương sinh ra thời gian xóm ít nhất ba vạn năm là mẫu thân ta đem tạo vật phủ đối với thần linh nghiên cứu tăng lên tới có thể so với cường tộc trình độ là mẫu thân ta tu bổ nhân tộc phòng hộ đại trận đem gia trị đến đỉnh phong phù hộ các ngươi thế nhưng là nàng kết cục là cái gì kết cục của nàng là trở thành chất dinh dưỡng của nhân hoàng a trở thành nhân hoàng mà đám người các người ngưỡng vọng, chất dinh dưỡng để hắn thành đạo. Huyền chiến, người từ chất bình thường, tế hiến ngoại vực cường thăng chúa tể, rồi sau đó phát dồ, tham mẫu thân ta tư chất, lại không để ý đạo lữ chỉ tình. Đem cắn nuốt, người không xứng nhân hoàng, không xứng nhân phu, không xứng nhân phụ. Thập nhất hoàng tử cười thê lương, thanh âm truyền khắp bát phương, quần thần trầm mặc. Nhân hoàng nhắm mắt lại, hứa thanh mặc dù chưa từng chân chính gặp qua mẫu thân ninh viêm nhưng đi tới hoàng đô đại vực những năm này từ ninh viêm trong miệng nghe nói qua mặc dù ninh viêm nói không nhiều nhưng từ đôi câu vài lời hắn vẫn là có thể cảm nhận được kia vị nữ tử kinh diễm tuyệt luân chỉ là theo nàng tử vong liên quan tới vị này nhân hoàng tình cảm chân thành danh tự cùng chuyện cũ đều trở thành cấm kỵ không người đi nhắc tới năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng trở thành một bí ẩn mà trong sự trầm mặc của quần thần thập nhất hoàng tử mạnh mẽ quỳ lại trước bức tranh kia dùng sức dập đầu trong mắt chảy nước mắt tựa như đang cáo biệt sau đó giơ tay lên cắt đứt đầu ngón tay một giọt máu tươi bỗng nhiên bay ra thẳng đến bức tranh kia mà đi nhân hoàng không có ngăn cản mà theo giọt máu tươi kia dung nhập trong chớp mắt tiếp theo trong bức tranh thập nhất hoàng tử mẫu thân hai mắt chậm rãi có một chút thần vận tản ra điểm điểm huỳnh quang những ánh sáng này bay ra bức tranh, hội tụ ở thập nhất hoàng tử trước mặt, hình thành một đóa huỳnh hỏa chỉ hoa. Chỉ có điều hoa này héo rũ, giống như đang héo tàn. Nhìn cành hoa này, lòng thập nhất hoàng tử dâng lên chua xót. Tràn ngập thống khổ, càng có nhớ nhung nồng đậm, trong trí nhớ mẫu thân giọng nói và dáng điệu không ngừng nổi lên. Cái này là mẫu thân bản mệnh chỉ hoa, mẫu thân ta tuy là phàm nhân, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể tu hành nhưng nêu luận từ chất nhân tộc bên trong, nàng đương nhiên là đệ nhất. Nàng năm đó tại nghiên cứu thử quang chỉ dương lúc, có điều cảm ngộ, lấy đặc thù phương pháp, tại không có tu vi dưới tình huống, như cũ ngừng tụ ra một đóa bản mệnh chỉ hoa. Cũng đem đóa này lấy tự thân huyết mạch hình thành bản mệnh chỉ hoa, đưa cho ta cùng ninh viêm. Khi đó, ta còn không hiểu, từ đó về sau hồi ức rõ ràng là mẫu thân đã biết tự thân kết cục, cho nên đem hoa này lưu cho huynh đệ chúng ta hai người, làm hộ thân chỉ dụng. Hoa này trình độ nào đó, có thể nói là nguyên thủy nhất thự quang chi dương, cũng có thể nói là thự quang chi nguyên. Phàm là bị thự quang chi dương quang phổ chiếu qua, đều phải ở trong nhân quả của nó. Cho nên nó héo tàn mà vạn vật thịnh vượng, nếu nó nở rộ, thự quang từng chiếu giỏi vạn vật, cũng phải tàn lui. Huyền chiến, đây chính là nguyên nhân ta trộm thự quang chi dương. Ngươi mặc dù diệt đi nó tàn vỡ chi ba động, nhưng đem tự quang chi dương cầm ở trong tay ngươi, đã bị tự quang chiếu giỏi. Ta xem ngươi, như thế nào đi tránh đi cái này chuyên môn nhằm vào ngươi, sát cục. Thập nhất hoàng tử thanh âm kinh thiên động địa, quanh quẩn trong nháy mắt. Đóa hòm đóm chi hoa khô héo trước mặt hắn, bỗng nhiên nhoáng lên một cái, cánh hoa trong nháy mắt này giãn ra, nhụy hoa trong nháy mắt này lay động. Khô héo hoa, giờ phút này, tại trong thiên địa chính khai, giống như một loại sinh mệnh nở rộ trong nháy mắt, thượng quang trên bầu trời trống rỗng mà ra, nhiệt độ cao trong phút chốc bốc lên thiên địa, đốt cháy hư vô, khiến cho cản khôn biến sắc, khiến cho gió ngừng mây tĩnh. Vô luận là trong hoàng đô, hay là trên vụ kiều, hay là trong cổ hoàng tinh, trên người tất cả mọi người đều xuất hiện điểm sáng trong chớp mắt này. Những điểm sáng này, giống như nhân quả, đến từ thự quang chỉ dương lan đến, lắng đọng ở trong huyết mạch. Giờ phút này đồng loạt bay lên không, cuối cùng ở trong tâm thần mọi người rung động, những điểm sáng này ở trong thiên địa, hình thành đóa hoa nở rộ kia. Trang trí thế giới này cũng lay động tâm hồn mọi người. Ánh sáng của nó giống như ngôi sao trên bầu trời phủ xuống nhân gian. Đem sinh mệnh cùng lực lượng, bày ra ở nội tâm mọi người. Hạo hãn vô cùng, đúng là đợi đến thu, đến mùng 8 tháng 9, sau khi hoa nở, bách hoa sát. Trong khoảnh khắc, tàn lụi chỉ ý theo đại địa lên, theo chúng sinh lên, theo vạn vật lên, theo thương khung lên. Cuối cùng, toàn bộ hội tụ ở trên người Nhân Hoàng, Nhân Hoàng vào giờ khắc này, mở mắt ra, trong mắt hắn lộ ra hồi ức, lộ ra tưởng nhớ, lộ ra phức tạp, cho đến cuối cùng, trong miệng của hắn truyền ra nhiều năm qua. Lần đầu tiên thở dài, trong tiếng thở dài này, hắn giơ tay lên, hướng về đóa hoa nở rộ trên bầu trời kia, nhẹ nhàng vẫy gọi một cái. Cái này vẫy một cái phía dưới, làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi, làm cho thập nhất hoàng tử nơi đó rung động đến cực hạn một màn xuất hiện. Đóa hoa nở rộ kia lại hướng nhân hoàng bay tới, rơi vào trên bàn tay của hắn, sau đó dung nhập hắn thể nội, không có bất kỳ bài xích, không có bất kỳ dừng lại. Hoa này dung nhập, tựa như quy nguyên, liền phảng phất, hoa này cùng nhân hoàng vốn là một thể. Thiên địa vào giờ khắc này tĩnh mịch, vô số ánh mắt mang theo vô số hoảng sợ suy đoán, toàn bộ rơi vào nhân hoàng trên người. Những ánh mắt này bên trong ẩn chứa kịch liệt gợn sóng, nếu như có thể thực chất đi ra, nhất định có thể hình thành ngập trời sóng, đủ để bao phủ đại vực. Mà trong đó kịch liệt nhất tự nhiên là thập nhất hoàng tử. Cả người hắn như bị trăm vạn lôi đình oanh kích, thân thể run giấy, hô hấp đồn dập, sắc mặt trong nháy mắt tái nhọt, lại trong nháy mắt đỏ bừng. Không có khả năng, việc này. Việc này làm sao có thể, đây là mẫu thân của ta bản mệnh chỉ hoa tuyệt sẽ không dung nhập bên cạnh người thể nội, cái này. Cái này, ngươi, trong nháy mắt này, nội tâm hứa thanh cũng gọn sóng vạn trượng, đáy lòng cũng dâng lên suy đoán trước đó hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ. Trong hơi thở rồn rập của mọi người, trong sự yên tĩnh của thiên địa này. Tại cái này cổ hoàng tỉnh hỏa diễm bên trong, tại cái này tám phương đẻ nén xuống. Ánh mắt nhân hoàng từ lòng bàn tay rời đi nhìn về bốn phương cuối cùng rơi vào trên người thập nhất hoàng tử sau đó tay phải của hắn nâng lên đặt ở mi tâm nhẹ nhàng điểm một chút tiếp theo một cái chớp mắt hắn rung nhan mơ hồ một tấm da mặt rụng xuống lộ ra chân dung kia là một cái nữ tử ngũ quan đoan trang tú lệ khí chất tao nhã lộ ra một cỗ khí tức cao quý bẩm sinh ánh mắt sáng ngời như ngôi sao lóe ra ánh sáng trí tuệ cùng quyết đoán phảng phất có thể thấy rõ lòng người, hiểu rõ thế sự. Lông mày của nàng nhu hòa mà kiên định, tựa như núi xa hàm đại, làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn mà kiên định. dáng người cao ngất, như một gốc tùng bách ngạo nghễ phong xương, tựa hồ vô luận ở trường hợp nào, đều có thể bảo trì uy nghiêm của mình. Nàng cử chỉ thong dong mà yêu nhã, phảng phất mỗi một khắc đều tại viết lấy thuộc về mình chuyên kỳ. Dung nhan của nàng cùng với bức họa ninh viêm chi mẫu giống nhau như đúc, chỉ bất quá nhiều hơn một chút tang thương, nhiều hơn một chút uy nghiêm. Giờ khắc này, thế gian chấn động, trong đầu thập nhất hoàng tử oanh minh, trong nháy mắt trống rỗng. Mẫu hậu, chương 2180, hết thầy, có đáp án, vì sao lấy nhân hoàng chi huyết nguyền rủa đạo tơ nguyền rủa màu đen kia, mục tiêu không phải nhân hoàng, mà là bay về phía sâu trong cổ hoàng tinh. Vì sao bên trong nghi thức thành thần lúc trước, tế đàn ngũ giác kia lại có quan tài cùng điện thờ của huyền chiến. Vì sao lúc hứa thanh lấy đèn, thì khí bốc lên là từ trong năm quan tài tản ra, bàn tay biến thành là năm ngón chứ không phải bốn ngón. Vì sao cách làm của thập nhất hoàng tử lại đại nghịch bất đạo như vậy? Mà lấy thái độ lạnh lùng của nhân hoàng từ đầu đến cuối đều không ra tay với hắn, cũng chưa từng chấn áp, đều là một loại gia trưởng thái độ. Vì sao bị thôn thiên hoàng ký thân thập hoàng tử, Cuối cùng cũng chỉ là tại nhân hoàng một trưởng bên dưới, đem thôn thiên hoàng phân hồn diệt sát, mà thập hoàng tử bản thân không có bị chút nào thương tổn. Hết thảy, tại nhân hoàng tháo xuống ra mặt một khắc, đều có đáp án. Bởi vì, nàng không phải huyền chiến, nàng là đạo lữ của huyền chiến, nàng là mẫu hậu của thập nhất hoàng tử cùng Ninh Viêm, thậm chí với địa vị năm đó, nói một tiếng nhân tộc đằng sau, cũng chỉ kém một đạo gia phong mà thôi. Cái này một cái chớp mắt mọi người bên trong cổ hoàng tinh quần thần bên ngoài cổ hoàng tinh thậm chí chú ý nơi này hoàng đô chi tu không khỏi nội tâm oanh minh không khỏi hãi nhiên đến cực điểm không khỏi não hải lôi đình oanh minh thật sự là chuyện này chấn động trình độ vượt qua tưởng tượng vượt qua nhận thức mà nguyên bản cái này là không có khả năng xuất hiện bởi vì vô luận là lời nói cử chỉ của nhân hoàng hoặc là sinh hoạt thường ngày đều không có khả năng không để lộ ra chút sơ hở nào Mặc dù là thật sự có thể làm được hoàn mỹ, nhưng khi cái kia ngũ giác tế đàn xuất hiện một khắc, khi huyền chiến quan tài xuất hiện trong nháy mắt, mọi người cư nhiên không có sinh ra nghỉ hoặc, mà là bản năng cho rằng huyền chiến quan tài là trống không. Chuyện này, suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ đáng sợ, nhất là năm đạo thi khí từ trong năm cỗ quan tài dâng lên, nhưng vẫn không có ai suy tư vì sao lại như vậy. Liên phảng phất, liên quan đến nhân hoàng không phải huyền chiến chuyện này, bị loại nào đó lực lượng kinh người che đậy, che đậy ở thế nhân nhận thức bên ngoài, để cho tất cả mọi người đem lúc trước xuất hiện hết thảy không hợp lý, đều riêng phần mình có hợp lý giải thích. Cho đến giờ phút này, nhận thức khăn che mặt bị nhân hoàng chính mình vén lên. Chân tướng rõ ràng mà gây ra chấn động, tự nhiên kinh thế hãi tục. Bởi vì, có thể làm được vô thanh vô tức che đậy cùng thay đổi mọi người nhận thức người, có lẽ thần linh có thể nhưng tất nhiên là thượng thần bên trong cường giả mà còn có một vị đồng dạng có thể làm được mà hắn tới làm việc này càng thêm thiên y vô phùng cái kia chính là chấp kiếm đại đế cái này cũng giải thích vì sao từ đầu đến cuối chấp kiếm đại đế đều đối nhân hoàng tán thành vì sao hứa thành trước đó đế kiếm không vì nhân hoàng mà động bởi vì sự xuất hiện của nàng nàng hết thảy liền chính là chấp kiếm đại đế tán thành suy nghĩ này trong khoảnh khắc này không chỉ trong đầu hứa thành bốc lên, mà còn bộc phát trong tâm trí mọi người. Về phần vị này, năm đó tài tình tuyệt luân chi nữ đã trải qua cái gì, cùng huyền chiến trong lúc đó có như thế nào khúc chiết? Là huyền chiến thành toàn bộ nàng, hay là nàng thật sự bị thôn vệ tử vong lại sống lại, lấy phương pháp gì trở thành nhân hoàng? Lại hoặc là từ đầu đến cuối đều là giả chết thay nhân hoàng chi vị. Việc này, không người biết được chân tướng, thành một cái vĩnh hằng bí ẩn nhưng ở cái này nhân tộc quần thần hoảng sợ cùng trong đầu liên tục không ngừng oanh minh, cùng với tùy theo đó sợ hãi cùng đối với tương lai bất an bên trong, có ba người. Thần sắc như thường, vị thứ nhất là cổ hoàng tỉnh bên trên, một mực trầm mặc không nói thái tế. Vị lão nhân này, giờ phút này cất bước đi ra, hướng về nhân hoàng nơi đó quỷ xuống lại. Tham kiến nhân hoàng, vị thứ hai là vị kia quần thần cửu giới lão thái giám bên người nhân hoàng, hắn cúi đầu, đồng dạng quỳ lại xuống. Tham kiến nhân hoàng, vị trí thứ ba, là một cái ngoài dự liệu của tất mọi người, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại hợp tình hợp lý. Chính là, Trấn Viêm Vương, hắn thần sắc thong dong tại thập nhất hoàng tử bên người đi ra, đến nhân hoàng trước mặt, nhìn nhân hoàng gương mặt kia, trong mắt lộ ra một chút hồi ức, cuối cùng cúi đầu quỳ lại xuống. Tham kiến nhân hoàng, hắn, kỳ thật chưa bao giờ làm phản, hết thảy, đều chỉ là phối hợp mà thôi. Bởi vì, đây là một cái bẫy, một cái nhiều năm trước, vị này thay thế huyền chiến tài tình chi nữ, bố trí chi cục. Khi nàng bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị nghi thức thành thần, liền biết loại hành vi này nhất định là bị rất nhiều thế lực không cho phép, cho nên nàng vẫn che giấu chiến lực của mình. Nàng không thể lộ ra chúa tể đỉnh phong tu vi, mặc dù là ngoại tộc xâm lấn, mặc dù là nhân tộc tràn ngập nguy cơ, nhưng trừ phi là tộc quần chân chính sinh tử đến. Nếu không, nàng nếu lộ ra chúa tể đỉnh phong tu vi, như vậy chờ đợi nhân tộc, chính là chúng thần giáng lâm. Thần linh, không cho phép vọng cổ chi tộc xuất hiện đỉnh phong chúa tể. Cho dù là nàng chỉ có thể ở trong phạm vi nhân tộc, bày ra lực lượng đỉnh phong, nếu ở ngoài nhân tộc, chỉ là nửa bước đỉnh phong. Vẫn như trước là phạm vào tối kỳ, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn, nàng đang chờ một cơ hội, một cơ hội có thể làm cho chính mình mặc dù thể hiện chiến lực cũng có biện pháp đi khống chế cục diện. Vì vậy, nàng không để ý tới ninh viêm huynh đệ hai người, tùy ý bọn họ ở bên ngoài, tùy ý mang theo đối với nhân hoàng huyền chiến chỉ oán. Trở thành hấp dẫn ngoại tộc điểm, dùng cái này đi câu cá, muốn ở thời cơ đến một khắc kia, đem tất cả bị câu tới thăm dò người, một lưới bắt hết. Này nhất khắc, nàng thành công, mà theo thái tê, lão thái giám cùng với Trấn viêm vương tham kiên, quần thần nội tâm cũng đều suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, một đám ánh mắt phức tạp nhưng cuối cùng đều nhất tê cúi đầu xuống hứa thanh tâm bên trong đồng dạng cũng là phong bạo oanh minh một màn này đích thật là suy đoán cuối cùng hiện lên trong đầu hắn nhưng khi chân tướng hiện ra trước mặt loại cảm giác rung động này vẫn mãnh liệt vô cùng mà càng làm cho nội tâm hắn gọn sóng là vị ninh viêm chỉ mẫu này lại là chúa tế đỉnh phong tu vi hứa thanh trầm mặc than nhẹ một tiếng bởi vì hắn nghĩ tới vừa mới đi tới hoàng đô lúc nhìn thấy chấp kiếm đại đế trên người cái loại kia sắp tử vong khí tức hết thảy tựa hồ có đáp án chẳng lẽ đại đế lấy bí pháp nào đó hoặc là phụ trợ hoặc là truyền thừa cho vị này nhân hoàng cuối cùng đem đế kiếm cho ta hứa thanh không biết phân tích của mình có phải là chân tướng hay không giờ phút này ngẩng đầu ngóng nhìn đại đế pho tượng cổ hoàng tinh bên ngoài mà thập nhất hoàng tử nơi đó giờ phút này ngây ra như phỗng, thân thể run rẩy, cả người tựa như mất đi hết thảy khí lực, biểu tình của hắn mờ mịt, cho đến nhân hoàng thanh âm truyền đến. Đừng náo loạn, lui ra, nội tâm thập nhất hoàng tử bởi vì những lời này, kích động lên, cúi đầu, nước mắt vui sướng, không ngừng chảy xuống. Trận này hài tử tính khí, tại thời khắc này, triệt để tiêu tán. Nhân hoàng lột xuống mặt nạ phía dưới, giờ phút này xoay người. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định cùng quả cảm, vẻ mặt tự tin mà thong dong, giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập lực lượng cùng quyết tâm, giống như đang dùng sự kiên quyết của nàng. Đi nói cho thiên địa, nàng là để hoàng của thế giới này, nàng có lực lượng đi thay đổi hết thay. Chấm là nhân hoàng, trùng ái khanh, có gì từ nào không? Huy Nghiêm chỉ thanh rơi vào càn khôn, bát phương trầm mặc, mây hơi sau, cổ hoàng tĩnh trong ngoài quần thần, toàn bộ nhất bái tham kiến nhân hoàng, thanh âm định tài nhức óc, kinh thiên động địa. Trong chớp mắt tiếp theo, cổ hoàng tỉnh oanh minh, tất cả nhân tộc khí vận bốc lên, toàn bộ hàng lâm ở nhân hoàng trên người. Bao phủ bốn phía, vì này gia trì, hình thành đỉnh đầu hư ảo đế quan, rơi ở đỉnh đầu. Khí vận vốn là tán thành, bây giờ đương thế, lần nữa tán thành. giò khắc này, nhân hoàng vạn chúng chú ý, tại tòa kia thiên đàn bên trên ngẩng đầu, lấy nữ tử chỉ thân, lấy chân dung, mặt hướng lên thương khung tế tổ đằng sau chính là tế thiên trong mắt của nàng tản ra tinh mang càng có tự tin chi ý từ toàn thân bộc phát trận này thịnh đại nghi thức giờ phút này bộ phận thứ nhất kết thúc bộ phận thứ hai chính thức triển khai bạn đang nghe chuyện tại tán tu đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ